Ta có nhất kiếm chương 2425, trực tiếp chém giết. Nhất niệm nhìn thời không trước mặt Diệp Quang, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Có thể khống chế không? Diệp Quang trầm giọng nói. Hẳn là không có vấn đề. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, hắn cảm ứng được thanh huyền kiếm. Lúc này này thanh huyền kiếm đã dung hợp làm một thể cùng với thời không sau khi áp suất này. Thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ giữa sân lực lượng thời không này có chút quỷ dị chớ có phóng thích ở chỗ này diệp quang khẽ gật đầu lực lượng ẩn chứa trong thời không trước mặt hắn này lúc này nếu như thả ra ngoài tháp nhỏ khẳng định không chịu nổi bởi vì bên trong còn có thanh huyền kiếm nhất niệm nói đi ra bên ngoài thử một chút diệp quang gật đầu một lát sau hắn cùng với nhất niệm còn có tỉnh an đi vào trong một mảnh vũ trụ hư vô diệp quang nhìn thoáng qua thời không hư vô bốn phía khẽ động tâm niệm kiếm trước mặt trong nháy mắt bay ra ngoài. Oanh! Chẳng qua là trong tích tắc, chỗ ánh mắt ba người chiếu tới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau một chớp mắt, trước mặt ba người đen kịt một màu, đen sâu không thấy đáy. Tán diệt hết thảy. Nhìn thấy một màn này, tỉnh an ở một bên lập tức mở to hai mắt, mức quả cũng không có lại liếm. Diệp Quang nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, uy lực của một kiếm này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm này chỉ là lực lượng thời không đơn thuần tăng thêm lực lượng thanh huyền kiếm, hắn còn chưa sử dụng kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch, nếu như lại tăng thêm kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch, ngẫm lại liền khiến cho trong lòng hưng phấn chờ mong. Thời gian còn đủ. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quang tiếp tục tu luyện thời không chồng chất cùng với thời không áp suất này, mà lần này khác biệt, hắn bắt đầu dung hợp cùng với kiếm ý của mình, đồng thời nếm thử tăng thêm nhất giới tối nguyệt ở bên ngoài tại đăng thiên vực hai ngày sau khâu bạch y xếp bằng ở trong hư không hai tay đặt ở trên hai đầu gối nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nơi xa vang lên một tiếng bước chân khâu bạch y chậm rãi mở hai mắt ra ở trăm trường có hơn một vị thiếu niên cầm trường kiếm trong tay chậm rãi đi tới diệp quang nhìn thấy diệp quang trên mặt khâu bạch y lập tức nổi lên một vệt nụ cười diệp công y còn chưa có nói xong chỉ thấy diệp quang ở xa xa đột nhiên hung hăng bổ một kiếm về phía y trực tiếp chém giết nhìn thấy một màn này vẻ mặt của khâu bạch y lập tức đen lại y phất tay áo vung lên ầm uhm. một kiếm này diệp quang vào lúc cách y còn vài trượng mạnh mẽ bị trấn áp ở tại chỗ không có cách nào lại tiến thêm nửa tất mà khâu bạch y lại là nhíu lại lông mày bởi vì sau lưng y một thanh kiếm ý chẳng biết lúc nào lặng yên giết tới suy một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí bởi vì khâu bạch y đã lui đến trăm trượng có hơn nhưng mà y vừa dừng lại thời không chung quanh y đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị qua trong giây lát trăm vạn thanh kiếm ý đồng thời dết ra mỗi một kiếm đều là nhất giới tuế nguyệt không chỉ như thế diệp quang còn trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm đồng dạng là nhất giới tuế nguyệt nhìn thấy một kiếm này của diệp quang khâu bạch y lập tức có chút thất sắc mong muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đăng thiên vực tại thời khắc này trực tiếp khô kiệt, yên diệt. Sau khi thi triển một kiếm này ra, vẻ mặt của Diệp Quang lập tức trở nên vô cùng tái nhật. Mà thân thể khâu bạch y thì cứng lại ở đó, dần dần trở nên mờ đi, vào lúc trong lòng Diệp Quang buông lỏng, khâu bạch y đã kinh biến đến mức hư ảo lại đột nhiên ngưng tụ lại, sau một cái chớp mắt, trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quang trầm xuống, không có tác dụng. Ở nơi xa, Khâu Bạch Y nhìn chầm chầm Diệp Quang, tán thán nói. Một kiếm trảm 300 triệu thọ mệnh, kiếm kỹ này của ngươi thật ghê gớm. Diệp Quang trầm giọng nói. Ngươi tại sao lại không có việc gì? Khâu Bạch Y cười nói. Ngươi thật giống như không để ý đến một sự kiện, đó chính là ta căn bản không phải nhân loại, ta là ác đạo chi linh, làm ác đạo chi linh vũ trụ, như vậy tuổi thọ cũng không phải tu sĩ nhân loại có thể so sánh diệp quan cao mày hắn thật đúng là không để ý đến chuyện này khâu bạch y nói ta biết ngươi đang từ từ khôi phục nguyên khí tiêu hao vừa rồi không vội ta chờ ngươi khôi phục bởi vì ta cũng đang chờ một ít lão bằng hữu hơn nữa nhân cơ hội này ta cũng muốn trò chuyện với ngươi một ít chuyện bởi vì đây coi như là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt dĩ nhiên khẳng định cũng là một lần cuối cùng Diệp Quang bình tĩnh nói, "Giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể nói sao?" Khâu Bạch Y cười nói, "Tự nhiên có, nói thật ra, ta rất tò mò đối với gia tộc của ngươi." Diệp Quang nói thẳng, "Không cần tò mò, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, cha ta vô địch, ông nội của ta vô địch, đại bá ta vô địch, cô cô ta vô địch." Khâu Bạch Y hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, "Cả nhà đều vô địch sao?" Diệp Quang gật đầu ta yếu nhất. Khâu Bạch Y bình tĩnh nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta. Diệp Quang liếc mắt nhìn Y. Ngươi đoán xem. Khâu Bạch Y cười ha ha một tiếng. Ta đoán ngươi chỉ nói thật phân nửa, ví dụ như, trong nhà ngươi khẳng định có mấy người có thể đánh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đánh, có đúng hay không? Diệp Quang gật đầu. Đoán đúng rồi. Khâu Bạch Y dần dần thu lại nụ cười. Kể từ khi đối đầu với Diệp Quang đến nay, Y đối với Diệp Quang là có chút lau mắt mà nhìn, thiếu niên này cũng không phải là loại nhị đại ngốc nghếch đơn thuần kia, mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ, cũng đều là người nổi bật thế gian, mà người sau lưng loại người này, khẳng định là có chỗ càng thêm biến thái. Y biết người sau lưng Diệp Quang rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, Y cũng không biết. Bất luận suy đoán gì cũng đều là không có ý nghĩa, chỉ có đánh qua mới biết được. Khâu Bạch Y dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời cao, ở chỗ sâu vùng tinh không kia, hai vị nữ tử tuyệt sắc đang nhìn chăm chú nơi này. Chính là Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần. Nhìn thấy Khâu Bạch Y nhìn mình, Thiên Vân Thượng Thần nói khẽ: "Y quả nhiên là che giấu thực lực." Hai người các nàng xuất hiện ở đây, thật ra là ẩn nấp khí tức của chính mình, nhưng Khâu Bạch Y lại có thể phát hiện ra, rõ ràng đối phương đây là ẩn dấu thực lực của bản thân. Thiên huyền thượng thần nói. Ngày đó lúc ta đuổi giết y, y gần như không có hoàng thủ, chẳng qua là một mực trốn, rõ ràng, y cũng không phải là đánh không lại ta, chỉ là muốn ẩn dấu thực lực, muốn bạo lộ ra tại thời khắc mấu chốt. Nói xong, nàng nhìn dịp quan phía dưới, nhưng không nói gì. Thiên vân thượng thần hiểu rõ ý tứ của thiên huyền thượng thần, nàng nhìn thoáng qua dịp quan. Cái tên này hết sức thông minh, không có khả năng không biết khâu bạch y này đang ẩn giấu thực lực cũng không biết hắn muốn dùng phương thức gì để ứng đối thiên huyền thượng thần chậm rãi nhắm hai mắt lại người sau lưng hắn hẳn là sắp tới thiên vân thượng thần cười nói tò mò không thiên huyền thượng thần lần này không nói gì thiên vân thượng thần cười cười nàng biết thiên huyền rất tò mò nàng làm sao lại không có chứ thiên huyền thượng thần đột nhiên nói nếu thực sự có người có thực lực siêu việt thiên hành văn minh chúng ta, ngươi có nghĩ tới thiên hành văn minh chúng ta tiếp theo." Thiên Vân Thượng thần nói khẽ. "Vậy liền để Nhất Niệm hoặc là Tĩnh An làm thiên hành chủ hạ nhiệm." Thiên Huyền Thượng thần trầm mặt. Ở phía dưới, Khâu Bạch y thu hồi ánh mắt, y cười cười, đối với Thiên Huyền Thượng thần cùng với Thiên Vân Thượng thần xuất hiện, y cũng không thèm để ý, y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quang cách đó không xa, mà lúc này, Diệp Quang đã triệt để khôi phục hắn ngẩng đầu nhìn về phía khâu bạch y đánh một trận khâu bạch y lại là lắc đầu diệp quang nói ta không dùng thần kiếm này thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều đang muốn tìm người đánh một trận thật tốt mà vị trước mắt này không thể nghi ngờ là một đối thủ tốt khâu bạch y lại là lắc đầu một lần nữa ta đánh với ngươi không có ý nghĩa bởi vì ngươi đánh không chết ta mà ta nếu như muốn đánh chết ngươi người sau lưng ngươi khẳng định sẽ tuyệt đối không cho phép cho nên kết quả sau cùng chính là ngươi khẳng định sẽ gọi người nếu như thế chúng ta cần gì phải lãng phí khí lực cùng với thời gian chứ diệp quang đang muốn nói chuyện đúng lúc này sâu trong tinh không trên đỉnh đầu từng cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới toàn bộ tinh hà sôi trào khâu bạch y nhìn chằm chằm diệp quang cười nói diệp công tử người của ta đã đến hiện tại đến lượt ngươi gọi người lần này, chúng ta đánh đoàn chiến. Đánh đoàn chiến. Theo thanh âm của khâu bạch y rơi xuống, ở chân trời, một cổ khí tức hạ xuống thẳng tắp, xuất hiện ở bên cạnh khâu bạch y cách đó không xa. Người tới là một nữ tử, nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp đẽ vô song, nàng vừa đáp xuống, chỗ mảnh thời không tuế nguyệt của nàng đột nhiên như là sóng nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Tuế nguyệt nữ. Có được tuế nguyệt bất diệt thân mà sau khi lấy được tuế nguyệt ấn, linh hồn của nàng cũng tu luyện thành tuế nguyệt bất diệt hồn. Tuế nguyệt bất diệt thân tăng thêm tuế nguyệt bất diệt hồn, nàng là người thứ hai đi đến thành tựu như thế tại tuế nguyệt vũ trụ từ trước tới nay, vị thứ nhất là thủy tổ tuế nguyệt vũ trụ. Đợi sau khi giúp khâu bạch y giải quyết sự tình, nàng chỉ cần trở lại tuế nguyệt vũ trụ, liền lập tức có thể trưởng quản toàn bộ tuế nguyệt vũ trụ. Sau khi tuế nguyệt nữ xuất hiện, ánh mắt của nàng trước tiên liền rơi vào trên thân Diệp Quang đối với vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này nàng cũng là rất tò mò thực lực của khâu bạch y cùng với ác đạo minh nàng là biết một chút có thể làm cho khâu bạch y cũng phải tìm người giúp đỡ đối phó rõ ràng chắc chắn sẽ không phải là người bình thường rất nhanh ánh mắt của tuế nguyệt nữ từ trên người diệp quan chuyển dời đến bên trên thanh huyền kiếm diệp quan nắm trong tay nhìn thanh thanh huyền kiếm này lông mày của nàng dần dần cao lại kiếm này có chút không tầm thường lúc này khâu bạch y ở một bên cười nói Tuế Nguyệt Nữ, chúc mừng, Tuế Nguyệt Bất Diệt Thân tăng thêm Tuế Nguyệt Bất Diệt Hồn, trừ thủy tổ Tuế Nguyệt Văn Minh Vũ Trụ của các ngươi, ngươi là ngươi thứ hai có thành tựu như thế này. Tuế Nguyệt Nữ nhìn thoáng qua khâu bạch y, sau đó nói, nhờ có Tuế Nguyệt Ấn của ngươi. Khâu bạch y cười nói, vẫn là chính ngươi yêu nghiệt, ngươi nếu như không có bản lĩnh, mười khối Tuế Nguyệt Ấn cũng đều không có tác dụng. Tuế Nguyệt Nữ khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục khách sáo với khâu bạch y, nàng quay đầu nhìn về phía diệp quan cách đó không xa mục tiêu của ngươi hẳn không phải là hắn đúng không khâu bạch y gật đầu không phải hắn tuế nguyệt nữ đang muốn nói gì đúng lúc này a di đà phật một tiếng phật hiệu đột nhiên truyền đến từ chân trời tiếp theo một đạo phật quan vạn trượng cuốn tới một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng kim đạp lên phật quan tới quy vô tuế nguyệt nữ ngẩng đầu liếc mắt nhìn mảnh vật quan kia trong mắt có một tia kinh ngạc quy vô đi đến bên cạnh khâu bạch y lão nhìn thoáng qua tuế nguyệt nữ bên cạnh khâu bạch y sau đó mới nhìn diệp quan hướng đối diện chỉ có một người quy vô hơi kinh ngạc mà rất nhanh ánh mắt của lão cũng rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay diệp quan cảm giác đầu tiên của lão chính là kiếm này không tầm thường chẳng qua lão cũng không hoảng bởi vì lão mặt chí bảo vật vũ trụ nhân quả cà sa trên người. Vạn pháp bất xâm. Kiếm gì cũng không thể gây thương tổn được cho lão. Quy vô nhìn về phía khâu bạch y, mỉm cười. Nhị điện chủ, lại gặp mặt. Khâu bạch y cười nói. Cảm tạ đại sư đến đây tương trợ. Quy vô lắc đầu. Nhị điện chủ khách khí, cảm tạ ngài tặng bộ tâm kinh kia, khiến cho thực lực của lão nạp tăng nhiều, là ta phải cảm tạ ngài. Khâu Bạch Y cười ha ha một tiếng. Hóa ra đại sư đã đột phá, chúc mừng chúc mừng. Quy vô nói một tiếng Phật hiệu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quang cách đó không xa, lão liếc mắt đánh giá Diệp Quang, sau đó nói. Vị công tử này hẳn không phải là mục tiêu nhị điện chủ muốn giết hôm nay đúng không? Khâu Bạch Y miễn cười nói. Thế nhưng là chớ có xem thường vị Diệp công tử này, hắn có người sau lưng. Đoàn chiến sao? Quy vô miễn cười lão nạp ưa thích ha ha nhưng vào lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang dội như kinh lôi từ giữa sân tiếp theo thời không bên cạnh khâu bạch y đột nhiên nứt ra một vị trung niên nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra ly hận lão tổ ly hận lão tổ sau khi đi tới gã nhìn thoáng qua quy vô cùng với tuế nguyệt nữ lập tức nhìn về phía diệp quan xa xa không nói nhảm câu nào trực tiếp đưa tay chính là một quyền ầm ầm một cổ lực lượng cường đại như bôm lôi ập về phía diệp quang, diệp quang đưa tay chính là chém xuống một kiếm. ầm, uhm. cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ nát, một cổ lực lượng sóng xung kích vô hình chấn động ra bốn phía. ly hận lão tổ nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay diệp quang, cười nói, kiếm này có chút ý tứ. nói xong, cả nhìn về phía khâu bạch y một bên. nhị điện chủ, ngươi tìm mấy người chúng ta tới không phải là vì vị thiếu niên này đó chứ? khâu bạch y cười nói tự nhiên không phải diệp công tử có người sau lưng đợi chút nữa các ngươi liền có thể gặp được ly hận lão tổ miễn cười nói ta đây thật sự là có chút mong đợi nói xong ánh mắt của gã một lần nữa rơi vào trên thân diệp quang người trước mắt đương nhiên sẽ không phải là người bình thường chẳng qua gã cũng không thèm để ý tại vũ trụ mênh mông này có thể giết ly hận lão tổ gã không phải là không có nhưng cũng không nhiều gã nếu như muốn đi ai cũng không ngăn được gã. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cổ sát ý cùng với lệ khí đáng sợ, mọi người quay đầu nhìn lại, bên phải ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ đứng. Sát chủ Sát chủ sau khi xuất hiện, ánh mắt của gã trước tiên chính là rơi vào trên thân Diệp Quang, trong mắt gã, tràn đầy vẻ hân phấn, tựa như là thợ săn đang nhìn con mồi. Rõ ràng, gã cảm nhận được phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quang nhìn thấy sát chủ muốn xuất thủ khâu bạch y đột nhiên nói chờ một chút sát chủ nhìn về phía khâu bạch y khâu bạch y cười nói sát chủ đợi chút nữa hắn có thể là của ngươi nhưng bây giờ không được sát chủ không có nghịch khâu bạch y chẳng qua là vẫn nhìn chầm chầm diệp quang trong ánh mắt không che giấu chút tham lam nào khâu bạch y ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời còn thiếu một vị cuối cùng vừa dứt lời oanh một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, bên trong cổ khí tức này tràn ngập một loại khí tức hủy diệt cổ lão. Ở giữa thiên địa, vạn đạo vạn pháp bắt đầu có gợn sóng. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, một vị nam tử trung niên mặc đạo bào chậm rãi đi ra. Đại đạo hiện có. Nhìn thấy đại đạo hiện có này, mấy người giữa sân đều là hơi kinh ngạc. Ánh mắt của đại đạo hiện có rơi vào trên thân diệp quang nơi xa, cười nói: "Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quang nhìn thoáng qua đại đạo hiện có, sau đó nói. Lần này tới chính là bản thể. Đại đạo hiện có cười nói. Là bản thể. Diệp Quang khẽ gật đầu. Không phải bản thể cũng không liên quan. Đại đạo hiện có cao mày, y luôn có cảm giác câu nói này của Diệp Quang có ý tứ gì khác, nhưng nhất thời lại không hiểu rõ. Ở một bên, vị sát chủ kia đột nhiên nói. Để cho ta so đôi chiêu với hắn trước khâu bạch y nhìn sát chủ ngươi là muốn hấp thu huyết mạch của hắn đúng không sát chủ cười gằn vẫn là khâu huynh hiểu ta khâu bạch y nói huyết mạch của cha hắn và ông nội hắn càng thêm cường đại ngươi đợi chút nữa có thể hấp thu bọn hắn nghe vậy con mắt của sát chủ lập tức tỏa ánh sáng hưng phấn nói thật sao khâu bạch y gật đầu chính xác trăm phần trăm ha ha sát chủ đột nhiên cười ha hả ta đã không kịp chờ đợi dứt lời gã đã hóa thành một luồng ánh đỏ vọt thẳng đến diệp quang thấy thế khâu bạch y cao mày cái tên điên này ở nơi xa diệp quang đâm ra một kiếm ầm uhm. một mảnh huyết quang vỡ nát sát chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trở lại tại chỗ sát chủ sau khi dừng lại trên tay phải của gã nhiều thêm một vết kiếm hàng sâu trong mắt mọi người đều là lóe lên một tia kinh ngạc, dùng dập nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang. Sát chủ nhìn thoáng qua vết kiếm trên tay mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang, lông mày cũng là nhíu lại, không thể không nói, gã vẫn là rất khiếp sợ, bởi vì một kiếm kia vừa rồi không chỉ phá sát ý của gã, còn phá thân thể gã, phải biết, thân thể của gã thế nhưng đã trải qua vô số sát ý thối luyện. Thần vật bình thường là căn bản không thể gây thương tổn nhưng ở trước mặt một kiếm này, lại mềm như đậu hũ. Kiếm này không bình thường. Trong mắt sát chủ nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Quy vô hòa thượng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang, sau đó lại nhìn một chút nhân quả cà sa trên người mình, mỉm cười, tuyệt không hoảng. Kiếm này không tệ, đợi chút nữa cho ta, được chứ? Lúc này, ly hận lão tổ ở một bên đột nhiên mở miệng, ánh mắt của gã sáng rực nhìn chầm chầm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang, từ lúc mới bắt đầu, gã liền coi trọng thanh kiếm này, gã mặc dù không phải kiếm tu, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú đối với kiếm, năm đó gã từng giết qua không ít kiếm tu, thu thập qua không ít tuyệt thế hảo kiếm, mà cũng không bằng thanh kiếm trước mắt này. Sát chủ thản nhiên liếc mắt nhìn ly hận lão tổ, một chút mặt mũi cũng không cho. Ngươi tính là cái gì, vì sao phải cho ngươi? Ly hận lão tổ cũng không quen sát chủ, tự mình tiến lên chính là một quyền. Ầm ầm, một tiếng đổ vang triệt để vang lên, Ly Hận lão tổ cùng với Sát chủ riêng phần mình liên tục lùi lại. Nhìn thấy hai người vẫn còn muốn đánh, Khâu Bạch Y ở một bên đột nhiên mở miệng. "Ly Hận lão tổ, Sát chủ, các ngươi nếu như lại ra tay, cũng đừng trách ta không nể mặt các ngươi." Sắc mặt của y hết sức âm trầm. "Mẹ nó." Y là thật sự muốn chửi má nó, người cũng đều chưa có chết, đã chia của ở ngay chỗ này rồi. "Thứ đồ gì?" Sát chủ cùng với ly hận lão tổ nghe được Khâu Bạch Y, đều không có lựa chọn tiếp tục ra tay, mặt mũi của vị nhị điện chủ này bọn hắn vẫn là phải cho. Nhưng hai người đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, rõ ràng, việc này vẫn chưa xong. Khâu Bạch Y cũng lười quản hai người này, y nhìn về phía Diệp Quang xa xa, cười nói. Diệp công tử, người của ta cơ bản đã đến đông đủ. Hiện tại, tới phi ngươi. Diệp Quang yên lặng. Khâu Bạch Y chân thành nói. Ta biết, thực lực của ngươi vừa mới đột phá, muốn tìm người luyện tay một chút, nhưng không có ý nghĩa gì, bởi vì từ trước mắt mà nói, ngươi khẳng định không đánh lại được nhiều người của chúng ta như vậy, cho nên, ngươi trực tiếp gọi người đi, được chứ?" Diệp Quang đột nhiên nói. "Ngươi thật giống như hết sức hy vọng ta gọi người." Khâu Bạch Y cười nói. "Muốn giết ngươi, liền phải trước giải quyết hết người đứng phía sau ngươi, không phải sao?" Diệp Quang lắc đầu. "Ta cảm thấy mục đích của ngươi không phải như vậy khâu bạch y nhíu mày diệp quang tiếp tục nói ngươi khẳng định là có mục đích khác mặc dù ta còn không biết mục đích này của ngươi là cái gì nhưng nếu ngươi đã muốn gặp người nhà của ta như vậy ta có khả năng thành toàn ngươi trên mặt khâu bạch y lộ ra nụ cười diệp quang chậm rãi nhắm hai mắt lại tháp gia ngươi nói xem ta nên gọi người nào thì tốt hơn tháp nhỏ nói nếu như ngươi muốn chơi đùa gọi ông nội ngươi ông nội ngươi rất biết chơi nếu như ngươi muốn tăng tiến một thoáng tình cảm phụ tử ngươi có khả năng gọi cha ngươi nếu như ngươi muốn tàn nhẫn một chút trừ hậu hoạn vĩnh viễn có thể gọi cô cô váy trắng của ngươi diệp quang khẽ gật đầu vậy liền gọi cô cô đi dứt lời hắn mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không cô cô cháu trai cầu kiến oanh bên cạnh diệp quang thời không nứt ra một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Ở nơi xa, khâu bạch y nở nụ cười. Mắt đích cuối cùng cũng đã đạt thành. Nữ tử váy trắng. Vẫn là một bộ váy trắng trước sau như một, phong hoa tuyệt đại. Vào lúc nàng xuất hiện, thiên huyền thượng thần cùng với thiên vân thượng thần lông bên trong tinh lập tức nhíu lại lông mày, dần dần, vẻ mặt của hai nữ trở nên ngưng trọng. Mà ở phía khâu bạch y, một đám cường giả đều là tò mò nhìn nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Quang, nhưng mà, bọn hắn lại căn bản không cảm giác được nữ tử váy trắng tồn tại. Thần sắc của mấy người cũng đều là biến thành ngưng trọng. Quy vô nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng cũng là có chút bất an, thế là, lão lại nhìn một chút nhân quả cà sa trên người mình. Nhân quả cà sa có thể tránh nhân quả. Quy vô hoàn toàn yên tâm. Tuế Nguyệt nữ bình tĩnh đưa mắt nhìn chầm chầm nữ tử váy trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, bởi vì ở sâu trong nội tâm nàng lần đầu tiên có một loại cảm giác bất an. lần đầu tiên, vẻ mặt của vị sát chủ kia cùng với ly hận lão tổ lúc này cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. nữ tử váy trắng trước mắt này thoạt nhìn tựa như có ít đồ. diệp quang nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau đó chỉ về khâu bạch y nơi xa. cô cô, y muốn gặp cô cô. mặc dù ta không biết y có mục đích gì, nhưng khẳng định là có âm mưu nữ tử váy trắng nhìn về phía khâu bạch y khâu bạch y cười nói diệp công tử ngươi không phải còn có ông nội và cha sao không bằng gọi cả bọn hắn ra diệp quang bình tĩnh nói cô cô ta cử thế vô địch một người là đủ nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua diệp quang chơi một trò chơi có muốn chơi hay không rõ ràng đối với lời nịnh bợ này của diệp quang nàng công nhận diệp quang vội vàng gật đầu muốn. Nữ tử váy trắng nhìn về phía đám người khâu bạch y, bình tĩnh nói. Chỉ một người, chết một người. Tháp nhỏ. Phải không? Lúc này, vị sát chủ kia lập tức bước ra, gã cười nói. Ta muốn thử xem. Diệp quan không nói nhảm câu nào, trực tiếp chỉ về hướng gã. Xuy. Sát chủ còn chưa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán gã. Sát chủ cứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy phát mộng. Những cường giả còn lại tại thời khắc này đều là quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm miễu sát. Ở phía trên tinh không, vẻ mặt của thiên huyền thượng thần cùng với thiên vân thượng thần cũng là ở trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Khâu bạch y nhìn chầm chầm nữ tử váy trắng, trên mặt vẫn nở nụ cười. Mà đám người tuế nguyệt nữ ở bên cạnh y lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ, Diệp Quang đột nhiên chỉ ly hận lão tổ, ly hận lão tổ kinh hải, gã vung tay phải lên, trong chốc lát, một bức tranh bay ra. Ly hận trường đồ Đây chính là chí bảo của ly hận thiên, bên trong tranh tự có một tòa động thiên, bởi vì bên trong có đại đạo quy tắc đến từ một vùng vũ trụ thế giới khác, bởi vậy, thi triển ra, ngoại trừ tăng lên thực lực của chính mình trên diện rộng, còn có thể áp chế cảnh giới của đối thủ. Vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng, gã quả quyết lựa chọn thi triển ly hận trường đồ, vận hết toàn lực, bởi vì gã biết, đối mặt với vị cường giả tuyệt thế trước mắt này, gã có khả năng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Không phải đối phương chết thì chính là mình chết. Nhưng mà, ly hận trường đồ kia vừa thi triển ra, chính là bị một đạo kiếm quan xé nát, tiếp theo, gã đang muốn xuất thủ đột nhiên cảm giác giữa trán có chất lỏng chảy xuống. Đó là máu. Ở giữa trán gã, cắm một thanh kiếm. Miễu sát. Ly hận lão tổ trợn hai mắt lên, như chuông đồng. Làm sao có thể? Mà lúc này, tuế nguyệt nữ ở nơi xa kia đột nhiên tung người vọt lên, cũng không phải là muốn đánh, mà là trực tiếp hóa thành một dòng tuế nguyệt trường hà tan biến ở phần cuối tinh không. Trốn. Vào sau khi nhìn thấy thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng, nàng liền biết, nữ nhân này căn bản không phải bọn họ có thể địch. Lúc này không trốn, chỉ có một con đường chết nàng vốn là nắm giữ tuế nguyệt thời gian bởi vậy tốc độ cực nhanh chẳng qua là trong nháy mắt nàng liền đã trốn đến mấy trăm vạn tinh vực bên ngoài nhưng mà sau một khắc thời không trước mặt nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ qua trong giây lát nàng lại trở về vị trí cũ tuế nguyệt nữ hoảng hốt nàng nhìn chầm chầm nữ tử váy trắng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể lúc này ngón tay của diệp quang chỉ về hướng nàng suy Tuế Nguyệt Nữ trực tiếp bị một thanh kiếm đóng ở tại chỗ. Không hề có lực hoàn thủ. Ở bốn phía nàng, tản ra lực lượng thời gian Tuế Nguyệt cực kỳ cường đại, mà vào giờ khắc này, những lực lượng thời gian Tuế Nguyệt kia đều không thể tới gần nàng. Miễu sát Tại thời khắc này, mặc kệ nàng là Tuế Nguyệt vô địch thân hay là Tuế Nguyệt bất diệt hồn, phản phất như đều mất đi tác dụng. Nàng tựa như là một con dung dế đối mặt với một vị thần. Tuyệt vọng. Chỉ có tuyệt vọng thật sâu, rất nhanh, ở trong tuyệt vọng, nàng tan biến từng chút một. Đúng lúc này, tay Diệp Quang đột nhiên chỉ về hướng Quy Vô xa xa, Quy Vô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ thấy lão đột nhiên chấp hai tay trước ngực, trong chốc lát, Phật Quang trăm vạn trượng nổi lên, nhưng mà chỉ thoáng qua, đạo Phật Quang trăm vạn trượng kia chính là vỡ nát ầm ầm, tiếp theo, một thanh kiếm dết tới trước mặt lão. Trong lòng Quy Vô kinh hãi, vội vàng thôi động nhân quả cà sa trên người, vô số lực lượng Phật Pháp thần bí bao trùm lão. Nhân quả cà sa này chính là một vị siêu cấp đại Phật Phật vũ trụ chế tạo ra, bên trong ẩn chứa Phật Pháp tinh diệu, không dính hết thảy nhân quả trên thế gian. Nhưng mà, theo đạo kiếm quan kia đến, vô số Phật Pháp thần bí kia trong nháy mắt tán loạn. Phốt Quy vô trực tiếp bị đóng ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Trực tiếp bị miễu sát. Quy vô há to miệng, hai mắt trợn lên không phải đã nói có khả năng tránh nhân quả sao? Làm sao ngay cả hòa thượng đều lừa gạt chứ? Nói xong, Triệt để tắt thở. Ánh mắt của Diệp Quang rơi vào trên thân Đại Đạo Hiện có, Đại Đạo Hiện có đứng ở tại chỗ, im lặng không nói. Y cũng không có lựa chọn trốn, bởi vì y biết rõ, y căn bản trốn không thoát. Y từ lúc vừa mới bắt đầu cũng biết nữ tử váy trắng này rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, y cũng không biết, dĩ nhiên, hiện tại y cũng không biết. Đại đạo hiện có quay đầu nhìn thoáng qua khâu bạch y, vào giờ khắc này, y đã có chút hiểu rõ ý đồ của người trước mắt này. Đương nhiên, có chơi có chịu, không có gì đáng nói. Đại đạo hiện có nhìn về phía nữ tử váy trắng, y mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, lực lượng muôn vàng đại đạo giữa thiên địa tụ đến. Trật tự hiện có. Mà lúc này, tay của Diệp Quang chỉ về hướng y. Phốt. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh kiếm chính là trực tiếp đóng y ngay tại chỗ. Miễu sát Cái gọi là đại đạo hiện có trật tự hiện có, ở trước mặt một kiếm này, giống như sâu kiến. Đại đạo hiện có nhìn nữ tử váy trắng phía xa, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng cũng không ngoài ý muốn, vào lúc nhìn thấy đám người tuế nguyệt nữ bị miễu sát, y liền đã biết kết cục của mình. Chẳng qua, ngay trong nháy mắt y triệt để sắp bị xóa đi, y mở lòng bàn tay ra, có một cổ lực lượng thần bí lặng yên tan biến, thông tri cho chủ nhân y. Dương gia không thể địch. Nhưng mà, của lực lượng kia còn chưa có truyền đi liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Đại đạo hiện có khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa, há to miệng, muốn nói gì, nhưng đã không có cơ hội này. Triệt để bị xóa đi. Đến tận đây, giữa sân chỉ còn một mình khâu bạch y. Dịp qua nhìn về phía khâu bạch y, khâu bạch y lại là đột nhiên nở nụ cười. Lợi hại thật sự rất là lợi hại nói xong y đột nhiên nhìn về phía diệp quang đừng chỉ ta ta muốn xuất thủ trước diệp quang gật đầu được khâu bạch y mở lòng bàn tay ra một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của y kiếm này dài ba thước rộng hai ngón tay giống như một thanh kiếm sắt bình thường nhìn thấy khâu bạch y lấy kiếm ra diệp quang cũng là có chút kinh ngạc hắn không có nghĩ tới tên này thế mà còn là một vị kiếm tu Câu Bạch Y nhìn kiếm sắt trong tay, trong mắt có từng tia từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ, một lát sau, Y nhìn về phía nữ tử váy trắng cách đó không xa, cười nói. Ngày đó vào lúc bọn người tam điện chủ bị giết, ta vẫn rất tò mò, tò mò thực lực của ngươi, thế là, ta thiết kế để cho thiên hành văn minh cùng với Diệp Công Tử trở thành tử địch, mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng thiên hành văn minh bức ngươi đi ra, lợi dụng bọn hắn để nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Nhưng đáng tiếc là, trận chiến kia, Diệp công tử tử chiến không gọi người, sau đó hai vị thượng thần kia lại khám phá ra âm mưu của ta. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Quả thực là đáng tiếc. Như y nói, mục đích ngay từ đầu của y chính là muốn lợi dụng Thiên Hành Văn Minh tới liều chết cùng với Diệp Quang, sau đó nhìn một chút thực lực của người sau lưng Diệp Quang, chẳng qua là y vạn lần không ngờ tới, Diệp Quang ở trong trận chiến ấy, vậy mà không có lựa chọn gọi người không chỉ không có gọi người, còn khai đạo. Thực lực đạt được tăng lên to lớn. Không có cách nào, y chỉ có thể đi tìm một số giúp đỡ khác. Mà những giúp đỡ này ở trước mặt vị nữ tử váy trắng này, ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Không có cách nào, y chỉ có thể đích thân lên. Sự tình đến nơi này, Diệp Quang đột nhiên cũng có chút hiểu rõ, y nhìn chầm chầm khâu bạch y. Ngươi làm nhiều động tác như vậy, chính là muốn biết thực lực của người sau lưng ta mạnh bao nhiêu khâu bạch y gật đầu đúng thế diệp quang nhìn thoáng qua kiếm sắc trong tay khâu bạch y sau đó nói bọn người đại đạo hiện có cũng không có khiến cho cô cô ta ra kiếm thứ hai bởi vậy ngươi vẫn còn không biết rõ thực lực chân thật của cô cô ta cho nên ngươi bây giờ là muốn nít thân lên khâu bạch y cười nói đúng thế nói xong y đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước anh chỉ là trong nháy mắt một cổ kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa dùng ác đạo nhập kiếm đạo y là ác đạo đầu tiên dùng ác đạo chi thân tu kiếm đạo vào lúc nhìn thấy kiếm ý của khâu bạch y vẻ mặt của diệp quang lập tức trở nên ngưng trọng vị kiếm tu cường đại hắn gặp được lần gần đây nhất vẫn là vị diệp tu nhiên kia mà kiếm ý của vị diệp tu nhiên kia so sánh với kiếm ý của vị khâu bạch y trước mắt này ngày đêm khác biệt căn bản không so được thực lực của khâu bạch y này tuyệt đối không dưới thiên vân thượng thần cùng với thiên hành thượng thần thậm chí còn ở phía trên hai người khâu bạch y đột nhiên chậm rãi đi về phía nữ tử váy trắng y cười nói vừa rồi ở trong đám người này thực lực của đại đạo hiện có là mạnh nhất nhưng ta không nghĩ tới trật tự đại đạo của y thậm chí ngay cả một kiếm của ngươi cũng đỡ không nổi oanh thanh âm rơi xuống thân thể của y đột nhiên bốc cháy lên trong nháy mắt, khí tức của y điên cuồng tăng vọt. Diệp quan cao mày. Quanh. Mà đúng lúc này, lại là một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể khâu bạch y. Đốt hồn. Ở trong chớp mắt linh hồn cùng với thân thể đều bốc cháy lên, từng cổ khí tức ác niệm đáng sợ đột nhiên tràn ngập giữa cả thiên địa. Ác đạo kiếm ý. Dùng ác niệm chúng sinh làm kiếm đạo, tức là ác đạo kiếm ý, vào giờ khắc này, khí tức của khâu bạch y điên cùng tăng vọt, giữa thiên địa, vô số kiếm ý cùng với kiếp lôi màu đỏ như máu lấp lánh, từng cổ uy áp đáng sợ không ngừng tản ra bốn phía. Chẳng qua, mặc kệ là kiếm ý hay là uy áp, cũng không có cách nào tới gần chỗ khu vực của nữ tử váy trắng cùng với Diệp Quang, bởi vậy, chỗ khu vực của bọn hắn là gió êm sóng lặng, một chút cảm giác cũng không có. Nhưng ở bên ngoài, vẻ mặt của thiên huyền thượng thần cùng với thiên vân thượng thần đều là trở nên ngưng trọng các nàng vẫn luôn biết khâu bạch y đang ẩn giấu thực lực chẳng qua là các nàng không nghĩ tới y vậy mà mạnh như vậy dĩ nhiên các nàng càng thêm không nghĩ tới khâu bạch y này vậy mà bùng cháy thân thể cùng với linh hồn đây là muốn hy sinh chính mình để thăm dò thực lực chân chính của nữ tử váy trắng này khâu bạch y đột nhiên dừng bước y nhìn nữ tử váy trắng mỉm cười nói nghe nói ngươi từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai hôm nay ta muốn làm một ngoại lệ kiếm thứ hai phải làm thế nào mới có thể biết thực lực chân chính của nữ tử váy trắng này? Rất đơn giản, để cho nàng ra kiếm thứ hai. Giết bất luận người nào cũng đều chỉ dùng một kiếm, ai cũng không biết thực lực chân chính của nàng, càng không biết hạn mức cao nhất của nàng, nhưng nếu như có người có thể khiến cho nàng ra kiếm thứ hai thì sao? Vì thế, Khâu Bạch Y không tiếc đưa tới rất nhiều cường giả tuyệt thế, nhưng mà, vẫn không thể làm cho nữ tử trước mắt ra kiếm thứ hai. Không có cách nào, y chỉ có thể đích thân lên. Nhưng y cũng biết, y chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vậy, y quả quyết lựa chọn bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Vào sau khi thân thể cùng với linh hồn cũng bắt đầu bùng cháy, khí tức của y thoáng cái tăng vọt. Vào giờ khắc này, y, mạnh nhất từ trước tới nay. Trong tay y, thanh kiếm sắt này phát ra trận trận tiếng kiếm reo, chiến ý dâng cao, phản phất như muốn đâm thủng bầu trời. Mà ở đối diện y, nữ tử váy trắng nhàn nhạt nhìn y trong mắt không có nửa điểm gợn sóng khâu bạch y cũng không nói gì thêm y đột nhiên tan biến ngay tại chỗ suy một đạo kiếm quan chật lóe lên từ giữa sân thẳng đến nữ tử váy trắng một kiếm vận hết toàn lực cũng là một kiếm mạnh nhất của y từ trước tới nay trong nháy mắt một kiếm này ra toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp nổ tung ra sau đó yên diệt cùng lúc đó một cổ kiếm thế đáng sợ như lôi đình lan tràn ra từ giữa thiên địa, hủy diệt hết thảy. nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quang trở nên vô cùng ngưng trọng. một kiếm này của nhị điện chủ đã vượt xa Diệp Tu Nhiên lúc trước, rất mạnh. đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi giơ tay phải lên, ở trong tay nàng là hành đạo kiếm, nàng đâm ra một kiếm. ầm, uhm. một kiếm này ra, Khâu Bạch Y bị một kiếm kia buộc ngừng ngay tại chỗ nhưng nàng cũng lui lại một bước nhìn thấy một màn này diệp quang lập tức trợn hai mắt lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nữ tử váy trắng lại đột nhiên đâm ra một kiếm ầm khâu bạch y trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng có hơn tiếp theo một thanh kiếm đâm vào giữa tráng y kiếm thứ hai ha ha khâu bạch y đột nhiên điên cuồng phá lên cười kiếm thứ hai kiếm thứ hai trong khi nói chuyện trong lòng bàn tay của y một tấm phù lục đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực qua trong giây lát tấm phù lục bùng cháy này liền đã hóa thành một luồng ánh lửa vượt qua thời không tan biến ở sâu trong tinh không vũ trụ nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua ánh lửa truyền đi tin tức kia cũng không có ngăn cản nhìn thấy một màn này trong mắt diệp quang lóe lên một vệt phức tạp quả nhiên khâu bạch y này sở dĩ làm nhiều động tác như vậy chính là muốn dò xét thực lực chân chính của cô cô váy trắng vì thế cái tên này không tiếc hy sinh tính mạng của mình thật hung ác ở nơi xa khâu bạch y vẫn còn đang điên cuồng cười to một kiếm nhìn không ra thực lực chân chính của nàng nhưng hai kiếm lại có thể hơn nữa nàng còn lui một bước lui một bước dường như nghĩ đến cái gì khâu bạch y đột nhiên bừng tỉnh y ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng xa xa nữ tử váy trắng lúc này đang bình tĩnh nhìn y không tốt khâu bạch y kinh hãi trung giọng nói. Ngươi, ngươi là cố ý giả vờ yếu, ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, lại là một tấm phù lực bốc cháy lên, nhưng vào lúc này, thanh kiếm giữa tráng y kia đột nhiên kịch liệt trung lên, chỉ một thoáng, tấm phù lục bùng cháy trong tay y kia trực tiếp tịch diệt. Khâu bạch y sắc mặt như tro tàn, nữ nhân này thế mà chơi tâm nhãn. Xong. Ác đạo minh xong. Triệt để xong đời. Khâu bạch y vẫn còn có chút không cam tâm, y đột nhiên gầm thét mong muốn tự bạo nhìn một chút nữ nhân này là đang giả vờ yếu hay là thật sự không có mạnh như vậy nhưng mà những ác niệm cùng với kiếm ý vừa mới ra khỏi cơ thể kia liền trực tiếp bị thanh kiếm giữa tráng y kia trấn sát khâu bạch y triệt triệt để để tuyệt vọng nữ nhân này thật sự là đang giả vờ yếu chính mình truyền tình báo hư giả kia trở về hơn nữa là tình báo hy si tính mệnh của bản thân truyền trở về bọn hắn khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ xong đời. Khâu Bạch y sắc mặt như tro tàn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đó là phương hướng chân vũ trụ, ánh mắt của y xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ, cuối cùng đi đến kiếp giới. Khâu Bạch y nói khẽ. Thật có lỗi, ta là phế vật, không giúp được ngươi. Thanh âm rơi xuống, y hoàn toàn biến mất. Bị xóa đi. Giữa thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, sự tình cũng chưa có kết thúc. Nữ tử váy trắng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, vẻ mặt của Thiên Huyền thượng thần cùng với Thiên Vân thượng thần lập tức biến đổi, đây là muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang, Nhất Niệm nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không nói gì, chẳng qua là nhích lại gần bên người Diệp Quang. Tĩnh An liếm liếm mức quả, cũng nhích lại gần bên người Diệp Quang. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quang. Hai người đều không chỉ là giết cả hai cùng lúc sau ánh mắt của diệp quang rơi vào trên thân thiên huyền thượng thần đối với thiên vân thượng thần hắn vẫn là có hảo cảm nhưng đối với vị thiên huyền thượng thần này nhìn thấy diệp quang nhìn mình vẻ mặt của thiên huyền thượng thần lập tức biến đổi chẳng qua nàng cũng không có chuẩn bị khoanh tay chịu chết hiện tại liền muốn xuất thủ nhưng lại bị thiên vân thượng thần ngăn cản nàng nhìn về phía diệp quang có thể cầu ngươi một cái nhân tình nàng biết Mặc kệ là nàng hay là Thiên Huyền, đều khó có khả năng là đối thủ của nữ tử váy trắng trước mắt này. Nữ nhân này quá kinh khủng. Diệp Quang nhìn thoáng qua Thiên Huyền thượng thần, không nói gì. Thiên Vân thượng thần lập tức có chút khẩn trương, mà lúc này, Diệp Quang lại nói: "Cô cô, có thể theo ta đi một chuyến đến Thiên Hành Văn Minh hay không?" Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quang, bình tĩnh nói: "Không cần phiền toái như vậy, chỉ một cái hướng đi." ta một kiếm diệt là được. Nhất niệm. tĩnh an. Diệp quan suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía nhất niệm bên cạnh. Diệt không. Nhất niệm vụng trộn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Tỉnh an liếm liếm mất quả, không nói gì. Nàng tự nhiên là không muốn nhất niệm diệt thiên hành văn minh, thế nhưng, nàng sẽ tôn trọng bất luận lựa chọn nào của nhất niệm, dù sao, không phải nhất niệm có lỗi với thiên hành văn minh, mà là thiên hành văn minh có lỗi với nhất niệm. Sau một lúc lâu, nhất niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên vân thượng thần bên trong tinh không, thiên vân thượng thần mỉm cười nói. Mặc kệ ngươi làm lựa chọn gì, lão sư cũng đều sẽ không trách ngươi. Nhất niệm nhoảng miệng cười. Lão sư gạt người, ta biết, nếu như diệt thiên hành văn minh, lão sư khẳng định sẽ thương tâm, ta không muốn lão sư thương tâm. Nghe được nhất niệm, trong mắt thiên vân thượng thần lóe lên một vệt phức tạp. Nhất niệm nhìn về phía nữ tử váy trắng, nàng do dự một chút, sau đó nói. Cô cô. Nữ tử váy trắng nhìn nhất niệm, cũng không có đáp lại. Nhất niệm lập tức có chút khẩn trương. Nàng đối vị cô cô này là thật sự có chút sợ. Diệp quan giữ chặt nhất niệm có chút khẩn trương, mỉm cười. Không cần sợ, cô cô là người rất tốt. Nhất niệm khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng đột nhiên nói tới đây nhìn thấy nữ tử váy trắng gọi mình nhất niệm lập tức có một chút hoảng vội vàng nhìn diệp quang diệp quang cười cười sau đó lôi kéo nàng đi đến trước mặt nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng đột nhiên vương tay nhẹ nhàng vén tóc nhất niệm bởi vì nhất niệm cho tới nay đều chỉ lộ ra một nửa gương mặt bộ phận mặt trái của nàng vẫn luôn là dùng tóc che Diệp Quang mặc dù cũng tò mò nhất niệm vì sao muốn như vậy, nhưng hắn vì tôn trọng nàng, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua, cũng không có yêu cầu nhìn má trái của nhất niệm. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vén tóc nhất niệm, mặt trái của nàng là bình thường, thế nhưng, mắt trái của nàng lại là không bình thường, mắt trái của nàng lại là màu đỏ thẫm, hơn nữa, tựa như là một cái vòng xoáy, vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quang cũng là hơi kinh ngạc cùng với tò mò. Tội ác nhãn nhất niệm đột nhiên nói khẽ nghe nói là mắt không may từ nhỏ đến lớn rất nhiều người cũng không nguyện ý tiếp cận ta chỉ có lão sư cùng với tỉnh an không chê ta nói xong nàng yên lặng cúi đầu dịp qua nhìn về phía thiên vân thượng thần đi tới hơi nghi hoặc một chút tiền bối đây là thiên vân thượng thần trầm giọng nói nàng từ lúc vừa ra đời liền có mắt này ta đã từng cùng với thiên hành chủ điều tra qua nhưng không thu hoạch được gì tăng thêm mắt này giống như đối với nàng cũng không có ác ý gì, bởi vậy, chúng ta liền không có xen vào nữa. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Diệp Quang cũng nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nói. Một loại ấn ký. Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. Ấn ký gì? Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vén tóc nhất niệm ra sau tai, để cho cả khuôn mặt nàng đều lộ ra. Luân hồi ấn ký. Diệp Quang đang nghe truyện trên TV audio CV hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nữ tử váy trắng cũng không có ý tứ muốn giải thích. Diệp Quang cười khổ. Lúc này, Thiên Vân Thượng Thần ở một bên đột nhiên nói. Cái gọi là luân hồi ấn ký, chính là chỉ có một số tu sĩ vào lúc gặp được một chút kiếp nạn bất đắc dĩ, sẽ phong ấn tu vi cùng với trí nhớ của mình. Sau đó xem như hạt giống phong tồn ở bên trên ký chủ, đợi sau khi đổ kiếp, chúng nó liền sẽ thôn vệ hết ký chủ trùng sinh dĩ nhiên cũng có một loại khả năng khác đó chính là cố ý bố cục chuyển thế nói xong nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng một bên muốn nhìn ý tứ của đối phương xem thử mình nói có đúng hay không nhưng mà nữ tử váy trắng vẫn không có ý tứ nói rõ lý do thiên vân thượng thần quay sang nhìn diệp quang diệp quang do dự một chút sau đó nói cô cô luân hồi ấn ký này nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nhất niệm không phải là sự tình gì cả Nghe được lời của nữ tử váy trắng, Diệp Ra Quang khẽ gật đầu, cũng không lo lắng nữa, nếu cô cô đã nói không phải sự tình gì, như vậy chỉ là việc nhỏ. Diệp Quang nói, vậy chúng ta đi thiên hành văn minh. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Thấy nữ tử váy trắng gật đầu, vẻ mặt của thiên hành thượng thần cùng với thiên vân thượng thần lập tức lại thay đổi. Nữ nhân này đi thiên hành văn minh. Thiên hành văn minh sẽ gặp nguy hiểm nhất niệm cũng là có chút lo lắng nàng là biết cô cô rất dễ tức giận người thiên hành văn minh nếu như không có mắt chọc giận vị cô cô này một kiếm kia xuống thiên hành văn minh thật sự sẽ vĩnh viễn biến mất từ trên đời này nhất niệm quay đầu nhìn về phía diệp quang diệp quang mỉm cười hắn lôi kéo tay nhất niệm an ủi đừng lo lắng thấy nụ cười của diệp quang nhất niệm yên tâm một chút nàng biết nếu như diệp quang thật sự muốn diệp thiên hành văn minh chắc chắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện đi thiên hành văn minh ở một bên thiên vân thượng thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên huyền thượng thần ngươi đi về trước an bài một chút thiên huyền thượng thần tự nhiên hiểu rõ ý tứ của thiên vân thượng thần lập tức quay người tan biến ở sâu trong tinh không nữ tử váy trắng này muốn đi thiên hành văn minh phải đi về trước giam lại những kẻ không có đầu óc kia tránh cho gây ra đại họa cho thiên hành văn minh diệp quang đột nhiên nói cô cô có thể giúp tháp gia thăng cấp một chút không nghe vậy tháp gia lần này là thật sự cảm động thằng ranh con này mặc dù bình thường hết sức hố nhưng có sao nói vậy trong lòng thằng ranh con này vẫn là có chỗ của tháp gia nó tiểu tử này có chỗ được tăng lên tháp gia nghe được diệp quang nữ tử váy trắng hơi cau mày thấy thế diệp quang vội hỏi cô cô làm sao vậy nữ tử váy trắng không nói gì Tiểu tháp này nếu như tăng lên quá cao sẽ bất lợi cho tên tiểu tử này trưởng thành tăng lên, mà nếu như tăng lên quá thấp, không có được bao nhiêu tác dụng. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Tháp nhỏ lập tức hưng phấn không thôi, vẫn là nằm thắng thoải mái. Nữ tử váy trắng duỗi hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gõ tháp nhỏ, tháp nhỏ kịch liệt trung lên, bột phát ra một vệt ánh vàng, nhưng chỉ thoáng qua tức thì nữ tử váy trắng đưa tháp nhỏ cho diệp quang diệp quang trừng mắt nói xong rồi nữ tử váy trắng gật đầu diệp quang tiếp nhận tháp nhỏ liếc mắt đánh giá sau đó hỏi trong lòng tháp gia ngươi tăng lên thế nào tháp nhỏ cũng là lộ vẻ mặt mờ mịt ta không biết diệp quang lập tức nghi ngờ nữ tử váy trắng nói ta cải tạo cho nó thành tháp nhỏ loại hình trưởng thành từ nay về sau nó sẽ tu luyện giống như ngươi, ngươi giết càng nhiều người, nó liền càng mạnh, dĩ nhiên, chính nó giết cũng được. Biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ. Tháp nhỏ. Loại hình trưởng thành. Diệp Quang cười khổ, tháp gia cùng với chính mình còn chưa có biện pháp nằm ngửa. Rõ ràng, cô cô váy trắng là hy vọng tháp gia này đi theo chính mình tu luyện, chẳng qua là, với tính tình của tháp gia, nó sẽ tu luyện sao? Cuộc sống sau này chỉ sợ là có chút khó khăn tháp nhỏ đau khổ trong lòng nhưng không dám nói nữ tử váy trắng nói đi thôi diệp quang khẽ gật đầu được nữ tử váy trắng nhìn về phía nhất niệm nhà ngươi ở đâu chỉ một cái hướng đi vẻ mặt của diệp quang lập tức đại biến nhất niệm tháp nhỏ sau mấy hơi thở đám người diệp quang rời đi mà lúc này một vị kiếm tu che mắt xuất hiện ở trong sân y đứng ở tại chỗ sau khi yên lặng rất rất lâu, nói khẽ. Sư đệ, đi tốt. Nói xong, y quay người rời đi. Tại chân vũ trụ, kiếp giới. a à. Một tiếng trống giận dữ đột nhiên vang dội từ bên trong kiếp giới. Ác đạo chân vũ trụ. Ác đạo điên cuồng gào thét, từng cổ lực lượng vũ trụ kiếp đáng sợ không ngừng tuôn ra từ bên trong kiếp giới kia, nhưng cuối cùng đều bị một cổ lực lượng khác trấn áp. Trấn áp gắt cao diệp quang dương gia ở chỗ sâu kiếp giới một thanh âm tựa như giả thú gào thét không ngừng vang vọng ở dưới sự dẫn đường của nhất niệm mọi người đi tới thiên hành văn minh đối với việc diệp quang mang theo nữ tử váy trắng tới thiên hành văn minh thiên vân thượng thần là phi thường nghi ngờ dĩ nhiên cũng là có chút lo lắng bởi vì nàng cảm giác được tính tình của vị nữ kiếm tu váy trắng này giống như cũng không phải là đặc biệt tốt nhưng nàng cũng không có cách nào ngăn cản hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước cường giả thiên hành văn minh tự nhiên là đều nhận biết diệp quang vào lúc nhìn thấy diệp quang vẻ mặt của một đám cường giả thiên hành văn minh đều là trở nên âm trầm ánh mắt bất thiện cũng may thiên huyền thượng thần khi trở về đã hạ mệnh lệnh bắt buộc không được khiêu khích diệp quang đặc biệt là vị nữ tử váy trắng kia một tướng đã chết hiện tại thiên hành văn minh chính là hai vị thượng thần lớn nhất bởi vậy cũng không có người nào dám vi phạm mệnh lệnh của thiên huyền thượng thần nhưng địch ý của bọn hắn vẫn là tồn tại. Diệp Quang giết nhiều cường giả Thiên Hành Văn Minh như vậy, còn cướp đi thiên hành sinh mệnh thụ của Thiên Hành Văn Minh, bọn hắn sao có thể không hận. Đối với hận ý ở trong mắt những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, Diệp Quang là tuyệt đối không quan tâm, ánh mắt của hắn quét qua từng vị cường giả kia, rất nhanh, hắn gặp được một người quen. Điện chủ chấp pháp điện Vũ Trụ. Nhìn thấy Diệp Quang nhìn mình, Vũ Trụ cao mày, lúc này Diệp Quang đột nhiên chỉ về hướng gã. Vũ trụ đầy nghi hoặc cùng không hiểu, sau một khắc, sắc mặt gã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn không đợi gã phản ứng lại, một thanh kiếm liền đã cắm vào trán gã. Oanh! Trực tiếp miễu sát! Giữa sân lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của thiên huyền thượng thần cũng là trở nên khó coi, nàng nhìn chầm chầm Diệp Quang, không nói gì. Vào lúc hết thảy cường giả thiên hành văn minh kịp phản ứng, đều là giận dữ đây quả thực là kinh người quá đáng vô số cường giả trực tiếp phóng xuất ra khí thế của mình ép về phía diệp quang liền muốn xuất thủ diệp quang đột nhiên nói cô cô diệp nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra hành đạo kiếm đột nhiên bay ra vào lúc đi vào chân trời đột nhiên dừng lại sau đó chậm rãi hạ xuống oanh chỉ là trong nháy mắt một cổ uy áp cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy cường giả thiên hành văn minh dùng dập quỳ xuống, chỉ có chỗ phiến khu vực của Diệp Quang mới không có sự tình. Toàn bộ cảnh nội thiên hành bắt đầu bùng cháy. Vào giờ khắc này, hết thảy đại trận trong cảnh nội thiên hành hủy diệt toàn bộ, ngay cả cơ hội mở ra cũng đều không có. Ở trước mặt cổ uy áp này, hết thảy cường giả đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tuyệt vọng. Bao gồm Thiên Huyền Thượng Thần cùng với Thiên Vân Thượng Thần cho dù mạnh như các nàng ở trước mặt cổ uy áp này cũng không thăng nổi một tia ý niệm phản kháng vào giờ khắc này các nàng mới chính thức ý thức được vị nữ kiếm tu váy trắng này đến cùng khủng bố đến mức nào đây đã là cường giả tuyệt đỉnh vượt ra khỏi nhận biết của các nàng mà theo thanh kiếm kia càng ngày càng hạ xuống hết thảy cường giả thiên hành văn minh bốn phía trực tiếp hỏng mất lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong lúc này nhất niệm lôi kéo ống tay áo diệp quang không nói gì diệp quang mỉm cười cho ngươi mặt mũi này câu nói này của hắn rất nhỏ nhưng hết thảy cường giả thiên hành văn minh giữa sân đều nghe được diệp quang quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh cô cô nữ tử váy trắng khẽ nhất ngón tay lên hành đạo kiếm không có tiếp tục hạ xuống nhưng cổ bi áp này vẫn tồn tại như cũ những cường giả thiên hành văn minh giữa sân đó vẫn như cũ nằm trên đất không thể động đậy nhìn thấy một màn này tỉnh an cùng với thiên vân thượng thần đều là thở dài một hơi các nàng biết nếu như thanh kiếm kia rơi xuống thiên hành văn minh khẳng định liền không có diệp quang nhìn về phía bên trong đám cường giả thiên hành văn minh kia hắn lại gặp được hai đối thủ quen thuộc kính thần cùng với thiên phù thần kia lúc này hai người này đều đã khôi phục thân thể nhìn thấy diệp quang nhìn mình vẻ mặt của hai người lập tức đại biến thiên huyền thượng thần vừa muốn nói gì Diệp Quang cũng đã chỉ về hướng hai người, hai người tự nhiên biết một chỉ này có ý vị như thế nào, bọn hắn cũng không có ngồi chờ chết, vừa định ra tay, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trực tiếp bị đính ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đồng dạng miễu sát Kính thần cùng với thiên phù thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngay cả sức hoàng thủ cũng đều không có. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Vào giờ khắc này, vô số cường giả thiên hành văn minh lập tức có chút sợ hãi hai vị chủ thần ngay cả sức hoàng thủ cũng đều không có liền bị miễu sát rồi diệp quan bỏ qua những cường giả thiên hành văn minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bốn phía kia hắn lôi kéo nhất niệm đi về phía nơi xa thiên vân thượng thần thở dài trong lòng sau đó lôi kéo tỉnh an đi theo nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó chân mày hơi cau lại văn minh cấp năm làm sao yếu như thế thiên huyền văn minh phẫn nộ hết thảy cường giả thiên hành văn minh đều hết sức phẫn nộ nữ nhân này lại dám công nhiên xem thường thiên hành văn minh nhưng không có ai dám đứng ra thiên vân thượng thần ở một bên cười khổ rất nhanh diệp quang mang theo nhất niệm đi tới thiên hành sinh mệnh giới một đám cường giả thiên hành văn minh đều là hơi nghi hoặc một chút hắn đây là muốn làm gì diệp quang mở lòng bàn tay ra tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn hắn khẽ động tâm niệm thiên hành sinh mệnh thụ xuất hiện ở giữa sân mọi người nhất thời rất đổi không hiểu. Diệp quan này là muốn làm gì? Trả lại thiên hành sinh mệnh thụ. Cho dù là vị thiên vân thượng thần kia cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp quan giữ chặt tay nhất niệm, sau đó hắn quay người nhìn về phía thiên vân thượng thần một bên. Tiền bối, ta muốn cưới nhất niệm làm vợ, còn xin ngài thành toàn cho chúng ta. Nhất niệm ngây người. Bốn phía, vẻ mặt của vô số cường giả thiên hành văn minh lập tức khó coi trong mắt thiên vân thượng thần lóe lên một vệt phức tạp nàng rốt cuộc biết được ý đồ của diệp quang hắn đây là muốn ở ngay trước mặt hết thảy cường giả thiên hành văn minh cưới nhất niệm các ngươi không là không cho phép thông hôn cùng với ngoại tộc sao ta hôm nay liền muốn quan minh chính đại cưới đi trái cây của các ngươi trong lòng thiên vân thượng thần hết sức phức tạp nàng kỳ thật cũng không trách diệp quang bởi vì diệp quang vào lúc tới lần đầu tiên là mang theo thành ý tới là hòa hòa khí khí tới nhưng thiên huyền văn minh cũng không có cho hắn tôn trọng vốn có lần này hắn là mang theo trưởng bối trong nhà tới không phục vậy liền đứng ra tại vùng trời thiên hành văn minh thanh hành đạo kiếm kia còn đang trôi nổi ở nơi đó thiên vân thượng thần thu hồi suy nghĩ nàng đi đến trước mặt nhất niệm sau đó kéo tay nhất niệm nhất niệm hơi hơi cúi đầu nói khẽ lão sư thiên vân thượng thần cười nói chúc mừng ngươi nói xong nàng cầm tay nhất niệm đặt vào trong tay diệp quang nàng nhìn diệp quang về sau liền giao nàng cho ngươi diệp quang gật đầu ừm thiên vân thượng thần nhìn về phía thiên hành sinh mệnh thụ một bên đang muốn nói chuyện diệp quang lại là trực tiếp thu vào thiên hành sinh mệnh thụ thiên vân thượng thần cười khổ nàng vốn còn muốn hỏi diệp quang có thể trả lại cây này cho thiên hành văn minh hay không nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng cơn giận của hắn vẫn còn chưa tiêu tan. diệp quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói: cô cô dựa theo quy củ, chúng ta kết hôn là cần xính lễ. xính lễ. nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm diệp quang, không nói gì. trong lòng diệp quang nhất thời có chút run rẩy. ở bên trong mấy vị cô cô, hắn sợ nhất chính là cô cô váy trắng cùng với diệp thanh thanh cô cô, cô cô váy trắng trước mắt là không có tức giận thì còn tốt nếu như tức giận lên vậy thì rất đáng sợ nữ tử váy trắng đột nhiên thu hồi ánh mắt nàng nhìn về phía thiên vân thượng thần mở lòng bàn tay ra sau đó nhẹ nhàng nắm lại trong nháy mắt thời không trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra tiếp theo một bức tranh không biết tên bay ra cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay nàng nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua sau đó mở lòng bàn tay ra bức tranh đó bay đến trước mặt thiên vân thượng thần thiên vân thượng thần hơi nghi hoặc một chút đây là nữ tử váy trắng nói. Ngươi nếu như nghiên cứu triệt để, có thể đề thăng đẳng cấp của thiên hành văn minh các ngươi. Nghe vậy, thiên vân thượng thần lập tức động dung. Đề thăng văn minh. Nếu như là người khác nói câu nói này, nàng tự nhiên là không tin, thiên hành văn minh trải qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đột phá cực hạn hiện tại, đi đến văn minh cấp 6, nhưng trải qua nhiều đời trái cây nỗ lực như vậy cũng đều không thành công. Một bức tranh liền có thể đột phá đây tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vị nữ tử váy trắng trước mắt này nói có thể, nàng liền tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đối phương thật sự là quá quá mạnh. Không chỉ Thiên Vân thượng thần, những cường giả Thiên Hành Văn Minh giữa sân đó cũng đều nghe được lời của nữ tử váy trắng. Đề thăng đẳng cấp Văn Minh. Một số cường giả Thiên Hành Văn Minh đều là cầm thái độ hoài nghi. Mặc dù vị nữ kiếm tu váy trắng trước mắt này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng nếu nói có thể trợ giúp thiên hành văn minh đề thăng đẳng cấp văn minh chuyện này thật sự là có chút giật gân thiên vân thượng thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bức tranh đó sau đó hỏi tiền bối đây là nữ tử váy trắng bình tĩnh nói đồ vật quá cấp thấp ta không có hứng thú xem tự ngươi nghiên cứu thiên vân thượng thần nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía diệp quang ta đi đây diệp quang hơi hơi thi lễ cô cô đi thông thả. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua những cường giả thiên hành văn minh bốn phía đó, sau đó nhìn về phía Diệp Quang, nói. Phải nỗ lực, chớ có cả ngày lăn lộn ở những khu tân thủ này, một chút ý tứ cũng không có. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Còn có, văn minh cấp thấp như vậy, ta không có hứng thú, ngươi có khả năng gọi ông nội ngươi. Thanh âm rơi xuống, cả người nàng đã tan biến ở tại chỗ. Diệp Quang Văn Minh cấp thấp như vậy. Giữa sân, những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó vào lúc nghe câu nói này của nữ tử váy trắng, vẻ mặt đều là trở nên khó coi, nữ nhân này vậy mà miệt thị Thiên Hành Văn Minh như thế, quả thực là lớn quá mức. Mặc dù đều hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn không có một ai dám đứng ra. Thật sự là đánh không lại. Nữ nhân kia mạnh thật sự khiến cho bọn hắn tuyệt vọng, đặc biệt là tại một khắc thanh kiếm kia sắp hạ xuống, trong khoảnh khắc đó bọn hắn thật sự là ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng đều không sinh nổi ở trước mặt một kiếm kia bọn hắn chỉ có tuyệt vọng chỉ có chờ chết đây là một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện đối với sự phẫn nộ ở trong mắt của những cường giả thiên hành văn minh đó diệp quang không thèm nhìn bọn hắn lôi kéo nhất niệm xoay người rời đi đối với thiên hành văn minh này hắn vẫn không có bất luận hảo cảm gì một khắc cũng không muốn chờ lâu mà đúng lúc này thiên vân thượng thần đột nhiên nói chờ một chút. Diệp Quang dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần, Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. Cứ đi như vậy. Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vân Thượng Thần nhìn thoáng qua nhất niệm bên cạnh Diệp Quang, sau đó nói. Thành hôn ngay tại Thiên Vân học cung đi. Diệp Quang quay đầu nhìn về phía nhất niệm, mặt nhất niệm hơi hơi ửng hồng, yên lặng cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Thấy thế, Diệp Quang làm sao còn không rõ liền cười nói đi nhìn thấy diệp quang đáp ứng thiên vân thượng thần mỉm cười chúng ta đi nói xong nàng mang theo nhất niệm cùng với diệp quang còn có tỉnh an quay người rời đi giữa sân những cường giả thiên hành văn minh đó quay mặt nhìn nhau vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi như cũ chẳng lẽ liền thật sự để bọn hắn thành hôn tại thiên vân học cung có trái cây đột nhiên mở miệng ngươi đi ngăn cản đi lúc này có trái cây đổi trở lại trái cây kia không nói ngăn cản ai dám đi ngăn cản nữ nhân mặc váy trắng kia thật sự là quá kinh khủng một kiếm kia rơi tới thiên hành văn minh căn bản không ngăn cản nổi một đám cường giả thiên hành văn minh vẫn như cũ trong lòng còn có sợ hãi đây là lần đầu tiên thiên hành văn minh bị văn minh ngoại tộc dẫm lên từ trước tới nay mà bọn hắn lại không có biện pháp nào mặc dù hết sức biệt khuất nhưng lại có thể làm sao chứ? Nhìn một chút liền tốt. Thiên huyền thượng thần nhìn đám người diệp quan tan biến phía xa, cao mày. Trực giác nói cho nàng, nữ tử mặc váy trắng kia tuyệt đối có khả năng phá giải bí mật vô gian vũ trụ, đáng tiếc. Thiên huyền thượng thần thở dài trong lòng, trong mắt tràn đầy phức tạp, nước cờ này, thiên hành văn minh quả thực là đi tương đối không hợp thói thường. Nếu như ngay từ đầu thiên hành văn minh không có cao ngạo như vậy, giao hảo với hắn, lần này đối với thiên hành văn minh mà nói, đó thực sự là một cơ duyên to lớn. Bởi vì xem ra đến bây giờ, nàng đã có thể xác định, thực lực của nữ tử váy trắng kia, tuyệt đối là siêu việt văn minh vũ trụ cấp 5. Nếu như ngay từ đầu thiên hành văn minh giao hảo cùng với Diệp Quang, như vậy dùng quan hệ giữa nhất niệm cùng với Diệp Quang, nữ nhân kia nói không chừng sẽ giúp thiên hành văn minh một thoáng, cho dù không phá vô gian vũ trụ kia, nhưng chỉ cần hơi nhắc nhở một chút, có lẽ thiên hành văn minh liền có thể phá giải thời không vô gian vũ trụ kia nhưng bây giờ thiên huyền thượng thần thở dài một lần nữa quay người rời đi tại thiên vân học cung hôn lễ rất đơn giản không có khách khứa chỉ có thiên vân thổ thần cùng với tỉnh an nhưng đối với nhất niệm mà nói như vậy đã hoàn toàn đủ bởi vì trong toàn bộ thiên hành văn minh thiên vân thượng thần cùng với tỉnh an chính là trái cây thân nhất của nàng có các nàng ở đây nàng liền đã rất vui vẻ. Diệp Quang ngược lại cũng cảm thấy tốt, chẳng qua, hắn vẫn là đã âm thầm quyết định, về sau nhất định phải tổ chức hôn lễ lớn đền bù cho nàng. Quá trình hôn lễ là dựa theo quá trình của quan huyền vũ trụ, dựa theo quá trình của thiên hành văn minh căn bản là không có biện pháp tiến hành, bởi vì phải cúi chào thiên hành sinh mệnh thụ của thiên hành văn minh, còn phải cần thiên hành chủ của thiên hành văn minh chúc phúc, ngoài ra, còn phải đi thiên hành thần cung cúi chào thiên hành chủ các đời, tóm lại, hết sức phiền toái quá trình hôn lễ cũng rất đơn giản diệp quang cùng với nhất niệm hành lễ ba lần đối với thiên vân thượng thần sau khi hành lễ xong hôn lễ cũng là kết thúc sau đó chính là vào động phòng đợi sau khi diệp quang cùng với nhất niệm rời đi tỉnh an ngồi trên thềm đá cửa đại điện hai tay chống cằm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao không biết đang suy nghĩ gì lúc này thiên vân thượng thần ngồi xuống bên cạnh nàng Thiên vân thượng thần nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tỉnh An, mỉm cười nói. Đang suy nghĩ gì? Tỉnh An thuận thế tựa ở trên bờ vai thiên vân thượng thần, nói khẽ. Lão sư, ngươi nói xem, vị cô cô kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nụ cười trên mặt thiên vân thượng thần dần dần thu lại, thay vào đó là ngưng trọng. Vị nữ kiếm tu váy trắng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng kỳ thật cũng không biết, bởi vì cho dù là vị nhị điện chủ khâu bạch y kia dùng tính mệnh để dò xét, vẫn là không có thăm dò ra được. Tĩnh An đột nhiên nói, Nhất Niệm sẽ không đợi ở Thiên Hành Văn Minh. Thiên Vân Thượng thần thấp giọng thở dài, nàng biết, sự tình phát triển đến tình trạng như bây giờ, Nhất Niệm là không thể nào tiếp tục ở lại Thiên Hành Văn Minh. Tĩnh An khẽ lắc đầu. Nếu như để ta làm Thiên Hành chủ, lần này gặp được tiểu quan tử, Thiên Hành Văn Minh chúng ta liền sẽ không có đại họa như thế, mà là cơ duyên to lớn. Thiên Vân Thượng thần cười nói, vậy ngươi phải nỗ lực nỗ lực trở thành thiên hành chủ tỉnh an trừng mắt nói lão sư sẽ ủng hộ ta đúng không thiên vân thượng thần gật đầu dĩ nhiên tỉnh an nhoẻn miệng cười đồng thời một cái kế hoạch vĩ đại dần dần hình thành ở trong đầu nàng ở trong phòng diệp quang cùng với nhất niệm nằm ở trên giường vào động phòng vừa mới tiến vào chuyện bất ngờ xảy ra chỉ thấy mắt trái nhất niệm đột nhiên bột phát ra một luồng ánh sáng kinh khủng chỉ là trong nháy mắt diệp quang chính là bị cuốn vào bên trong một mảnh thời không hư vô bốn phía hoàn toàn mờ mịt cái gì cũng đều là mơ hồ quỷ dị vô cùng diệp quang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đây là địa phương nào mà sau một khắc hắn còn chưa kịp phản ứng một cỗ lực lượng đáng sợ chính là trực tiếp đánh vào phần bụng hắn ầm diệp quang công cả người lại bay ra ngoài mà hắn vừa rơi xuống chính là cảm giác chân phải của chính mình bị người ta tóm lấy hắn còn chưa phóng xuất ra kiếm ý chính là một lần nữa bay ra ngoài cùng lúc đó phần bụng một lần nữa truyền đến một hồi đau đớn ầm ầm cũng không biết bay bao lâu cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất cả vùng rung lên kịch liệt sau đó sụp đổ vừa xuống đất hắn chính là vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình nhưng sau một khắc kiếm ý trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ trấn áp cùng lúc đó Hắn một lần nữa cảm giác mình bay ra ngoài. "Thảo." Diệp Quang không nhịn được giận mắng, "Con mẹ nó đây là ai?" Sau khi hắn rơi xuống, khung xương toàn thân phản phất như đều đã tan ra thành từng mảnh. Chẳng qua lần này đối phương không có tiếp tục ra tay. Diệp Quang cố nén sự đau đớn trên toàn thân, vội vàng đứng lên, hắn nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt có một nữ tử đứng nơi đó, toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần nhìn thấy nữ tử này diệp quang cau mày đây là ai chẳng lẽ là thiên hành văn minh cũng không nên chứ rất nhanh hắn đột nhiên bừng tỉnh chẳng lẽ nữ tử này chính là người hạ luân hồi ấn ký mà cô cô váy trắng nói trước đó nghĩ đến chỗ này diệp quang lập tức có chút đề phòng nữ tử áo trắng nhìn chầm chầm diệp quang ánh mắt kia như là hàng băng khiến cho người ta không rét mà run ngươi nếu như còn dám tiến vào thân thể nàng ta làm thịt ngươi Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quang lúc này liền trầm xuống. Nàng là vợ ta. Càng rỡ. Nữ tử áo trắng dựng thẳng mày kiếm, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Diệp Quang lần này cũng tức giận, trực tiếp móc ra thanh huyền kiếm, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, thời không bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không chồng chất. Áp súc thời không. Đối mặt với vị nữ tử thần bí này, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ chủ quan nào, phải biết, luân hồi ấn ký mà đối phương hạ kia, thế nhưng là ngay cả thiên vân thượng thần cùng với thiên hành chủ cũng nhìn không ra, đây tuyệt đối không phải hạ người bình thường, bởi vậy, hắn quả quyết thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất của chính mình. Nhưng mà, ở trong nháy mắt hắn muốn xuất kiếm, mọi thứ trước mặt hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, trong lòng hắn kinh hãi sau một khắc, còn không đợi hắn phản ứng lại, hắn một lần nữa cảm giác phần bụng mình truyền đến một hồi đau đớn, tiếp theo, cả người nhất thời bay ra ngoài một lần bay này cũng không biết bay bao lâu, diệp quang chỉ cảm thấy toàn thân phản phất như nổ tung ra, đầu càng là như là rắc chì, vô cùng trầm trọng. nhưng mà còn không đợi hắn rơi xuống, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp anh ở trên người hắn. ầm, uhm. diệp quang lại một lần nữa bay ra ngoài, bay trọn vẹn mấy chục vạn trượng, hắn mới ngã ầm ầm trên mặt đất. lần ngã này hắn suýt nữa trực tiếp ngất đi, nhưng mà còn chưa đợi hắn phản ứng lại một cổ lực lượng cường đại trực tiếp cưỡng ép kéo hắn lên, cuối tầm mắt, nữ tử áo trắng kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử áo trắng đang muốn nói chuyện, chỉ thấy thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang đột nhiên bay ra ngoài, suy, mảnh thời không hư vô này trực tiếp bị xé mở, trời bắt đầu vỡ nát. mà ngay vào lúc Diệp Quang cho rằng sắp rời khỏi địa phương quỷ quái này, chỉ thấy nữ tử áo trắng ở nơi xa kia đột nhiên phất tay áo vung lên, trong chốc lát thời không hư vô nguyên bản bị phá ra vậy mà trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quang lập tức liền trầm xuống, trong lòng rất đổi chấn kinh, thực lực của nữ nhân này liền không hợp thói thường. Nữ tử áo trắng nhìn chầm chầm Diệp Quang. Đừng tưởng rằng ngươi có nữ kiếm tu váy trắng kia che chở, ta liền không dám giết ngươi, ngươi. Diệp Quang đột nhiên nói. Vào lúc cô cô ta ở đó ngươi làm sao không ra? Nàng hiện tại vừa đi, ngươi liền chạy ra, ngươi có phải hay không chỉ biết lấy lớn hiếp nhỏ. Nữ tử áo trắng không nói gì, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quang lần này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ở trong nháy mắt nữ tử áo trắng tan biến, hắn chính là nhiên bổ một kiếm về phía trước. Nhất giới tuế nguyệt. Nhưng mà, một kiếm này của hắn còn chưa rơi xuống, chính mình lại một lần nữa bay ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân suýt nữa bị chấn nát. Còn không đợi hắn phản ứng, một bàn tay vô hình trực tiếp nâng hắn lên lúc này nữ tử áo trắng kia đã ở chỗ mấy chục trượng trước mặt hắn nàng nhìn chằm chằm diệp quang lạnh lẽo thấu xương ta nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng đừng đụng vào nàng bằng không ta sẽ cắt chim nhỏ của ngươi nàng còn chưa dứt lời một thanh kiếm đột nhiên dếp tới trước mặt nàng trì hoãn nhất kiếm hơn nữa còn là thanh huyền kiếm nữ tử áo trắng mặt không biểu tình duỗi hai tay kẹp lấy chính là kẹp lấy nhẹ nhẹ như vậy, thanh thanh huyền kiếm này chính là trực tiếp bị nàng kẹp lấy. Diệp Quang sững sờ tại chỗ. Mà lúc này, hai ngón tay của nữ tử áo trắng đột nhiên dùng sức. Trăng rắc. Một tiếng đứt kể thanh thúy đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, đầu óc Diệp Quang trống rỗng, trực tiếp phát mộng ngay tại chỗ. Thanh huyền kiếm nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp quan trợn hai mắt lên, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Lần thứ hai, thanh huyền kiếm lần thứ nhất nứt ra là bởi vì vị, vị tỉnh tông chủ kia, mà lần này, thanh huyền kiếm lại rách ra. Diệp quan có chút tê cả da đầu, nữ tử áo trắng này đến cùng là ai? Trọng yếu hơn là hắn đột nhiên có chút biệt khuất, mẹ nó, thực lực vừa mới đột phá không được mấy ngày, bây giờ lại phải biến thành đệ đệ. Hắn hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được cha già lúc trước vì sao muốn làm kháo sơn vương. Đây thực sự là quá khi dễ người. Cách đó không xa, nữ tử áo trắng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn thoáng qua Diệp Quang, nàng không nói gì nữa, xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía khôi phục như thường. Lúc này, Diệp Quang đã trở lại trên giường, đầu hắn vẫn như cũ là trống rỗng, nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép trấn định lại. Thanh Huyền kiếm vỡ thì đã có sao? chẳng lẽ mình cũng bởi vì thanh huyền kiếm vỡ, cho nên chính mình liền muốn triệt để bày nát. Nói đùa cái gì? Chẳng qua là một thanh kiếm mà thôi. Mình nếu như bởi vì thanh huyền kiếm vỡ một lần, đạo tâm liền sụp đổ, như vậy thật sự chính là chuyện cười lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, ổn định tâm thần, không xoắn suýt chuyện kiếm vỡ nữa. Tiếp theo điều chính mình cần phải làm chính là tu luyện thật tốt, tranh thủ đạt đến trình độ người mạnh hơn kiếm sau khi ổn định tâm cảnh diệp quang quay đầu nhìn về phía nhất niệm bên cạnh nhất niệm khép hờ hai mắt mặt đỏ giống quả đào hô hấp cũng rất gấp gáp dường như đang chờ đợi cái gì nhìn thấy một màn này diệp quang do dự một chút cuối cùng vẫn không có tiếp tục làm sự tình cần làm lỗ quả này không dễ tiến vào cảm thấy diệp quang nửa ngày không có động tác nhất niệm đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra nàng nhìn thoáng qua diệp quang nằm ở một bên do dự một chút sau đó nói khẽ kết thúc rồi à diệp quang thế là lần động phòng thứ nhất cứ như vậy kết thúc diệp quang rất bất đắc dĩ hắn cũng rất muốn thâm nhập sâu tìm hiểu một chút nhưng xác thực không dám bởi vì hắn đánh không lại nữ tử áo trắng kia quá con mẹ nó không hợp thói thường thật sự là vô nghĩa diệp quang thấp giọng thở dài chưa bao giờ khó nói như vậy mặc dù diệp quang rất nhanh nhưng nhất niệm cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy nam tử nhân loại đều là nhanh như vậy, chẳng qua là nàng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tỉnh an trước đó vụng trộn nói qua với nàng, lần đầu tiên giống như có đau một chút, nhưng vừa rồi cũng không có rất đau, rất nhanh, thật nhanh. Tiến vào giống như lại không có vào. Nhất niệm không có suy nghĩ nhiều, nàng thuận thế nằm ở trong ngực Diệp Quang, nói khẽ. Chúng ta ngày mai liền rời đi sao? Diệp Quang thu hồi suy nghĩ gật đầu, nắm tay nhất niệm, khẽ gật đầu. Ừm. Sự tình thiên hành văn minh mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn biết, sự tình ác đạo minh còn chưa kết thúc. Vị nhị điện chủ kia không tiếc lấy cái chết làm đại giá để dò xét thực lực của cô cô váy trắng, nhất định còn có hậu chiêu. Hiện tại việc cấp bách là tăng cao thực lực. Lần này, không thể lại bị động. Nhất niệm khẽ gật đầu. Được. Diệp Quang đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không muốn ở lại thiên hành văn minh? nhất niệm lập tức lắc đầu diệp quang nói vậy là ngươi muốn ở lại thiên vân học cung nhất niệm do dự một chút sau đó vẫn lắc đầu nàng mặc dù có chút không nở rời xa tỉnh an cùng với thiên vân thượng thần nhưng đối với toàn bộ thiên hành văn minh xác thực đã không có hảo cảm mà nàng cũng biết những trái cây thiên hành văn minh kia cũng sẽ không hoan nghênh nàng diệp quang cười nói vậy ngươi ở lại trong tháp nhỏ của ta hỗ trợ nghiên cứu thời không đối với thời không đặc thù kia trước mắt cũng là nhất niệm am hiểu nhất nhất niệm gật đầu được nàng cũng ưa thích nghiên cứu thời không kia cho tới bây giờ nàng chỉ nghiên cứu được một góc của băng sơn Diệp quang cười cười sau đó ông lấy nhất niệm chỉ chốc lát hai người liền đã ngủ say ở ngoài cửa tỉnh an dựa vào trên cửa lẳng lặng nghe rất rất lâu nhìn thấy không có bất cứ động tĩnh gì nàng hơi nhíu mày như vậy liền xong việc nhanh như vậy ở sâu trong tinh không một mảnh vũ trụ không biết một bàn tay to lớn cao tới trăm vạn trượng sừng sững trong tinh không lòng bàn tay hướng lên trên kéo một tòa cung điện màu đen trên không đại điện lơ lửng một chữ lớn màu đỏ như máu đạo ác đạo nhất điện vào ngày này một ngọn hỏa diễm bùng cháy đột nhiên xuyên thủng hư không đi vào vùng vũ trụ này lập tức đi thẳng đến cung điện kia vào lúc ngọn hỏa diễm bùng cháy này tới gần cung điện màu đen một bàn tay đột nhiên tiếp nhận nó. Là một nam tử trung niên, mặc một bộ áo bào rộng màu đen, tóc dài xõa vai, sau lưng đeo một thanh trường kiếm mang vỏ, trên người phát tán kiếm khí cực kỳ cường đại. Nam tử trung niên nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay, sau một lúc lâu, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khâu sư đệ, đã ngã xuống. Ông! Theo thanh âm này rơi xuống, trong đại điện nơi xa, đột nhiên có trăm đạo ánh kiếm màu đỏ như máu lao ra, trong chớp mắt sau lưng nam tử trung niên chính là nhiều hơn 100 vị kiếm tu cường giả thuần một sắc áo bào đen, người đeo trường kiếm, những kiếm tu này nhìn đóa hỏa diễm ở trong tay nam tử trung niên cầm đầu kia. Đều có chút khó có thể tin, lập tức khó có thể tin biến thành lửa giận vô biên. Báo thù cho khâu sư huynh. Giữa sân, có một vị kiếm tu đột nhiên mở miệng. Sau một khắc, trên trăm đạo kiếm quan phóng lên tận trời, đi thẳng đến vị trí mà hỏa diễm cung cấp. Mà lúc này, một đạo kiếm quan đột nhiên vụt lên từ trên nam nhân trung niên trực tiếp nằm ngang ở trước mặt một đám kiếm tu ngăn cản tất cả kiếm tu tất cả kiếm tu dồn dập nhìn về phía nam tử trung niên tràn đầy không hiểu nam tử trung niên nói chờ đã nói xong câu này gã cũng không có nói rõ lý do cái gì trực tiếp quay người đi về phía cung điện nơi xa kia ở tại chỗ một đám kiếm tu tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể chờ đợi ở tại chỗ. Nam tử trung niên đi đến trước cung điện kia, lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đỏ đi ra, lão giả áo bào đỏ đưa tay phải ra ngăn cản. Quan tông chủ, chờ một lát. Nam tử trung niên nhìn lão giả áo bào đỏ. Khâu sư đệ đã vẫn lạc. Lão giả áo bào đỏ hơi ngẩn ra, lập tức lại nói. Xin chờ một chút. Quan tông chủ cao mày. Lúc này, trong điện đột nhiên có một nữ tử đi ra, nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím, tuổi chừng 20, phong thái tuyệt thế. Ở trong tay nàng, cầm một cây quạt xương xanh. Khi nàng đi ra đại điện, lão giả áo bào đỏ kia hơi hơi không người. Nhìn thấy một màn này, trong mắt quan tông chủ lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, quan tông chủ dường như cảm nhận được cái gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trong không trung đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ rồng. Con rồng này toàn thân đen như mực, chỉ là nhô ra đầu rồng đã là che khuất bầu trời, một cổ long uy vô hình như mưa sa đổ xuống, mảnh thời không tin vực này căn bản không chịu nổi cổ long uy này, vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi. Lúc này, chữ đạo trên không ác đạo điện kia đột nhiên khẽ rung lên, chỉ là trong nháy mắt, cổ long uy kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp của nữ tử váy xanh lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm chữ đạo màu đỏ tươi kia, cười nói. Đây là chữ vị ác đạo ác đạo minh lúc trước kia lưu lại. Ở một bên, lão giả áo bào đỏ khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử váy xanh khẽ gật đầu, tán thán nói. Xác thực bất phàm, lúc kia vậy mà liền có thể dùng bút viết, đạo lưu vạn cổ, thật sự là kinh diễm tài tuyệt. Nói đến đây, nàng xoay chuyển lời nói. Ta nghe nói, nàng bây giờ đã là một thế cuối cùng. Lão giả áo bào đỏ một lần nữa gật đầu. Nữ tử váy xanh cười nói. Ngoại trừ thiên hành văn minh, ác đạo minh các ngươi xác thực rất ghê gớm, nếu như vị ác đạo này của các ngươi có thể chuyển thế thành công, dung hợp tu vi vạn thế, chỉ sợ là thiên hành văn minh cũng không thể làm gì được các ngươi. Lão giả áo bào đỏ chỉ hơi hơi không người, cũng không nói lời nào. Nữ tử váy xanh nhìn thoáng qua chữ đạo màu đỏ kia, cười cười, hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này, cả người nàng đã đi tới đỉnh đầu đầu cự long kia, đầu cự long kia xoay người một cái, tinh hà sôi trào, trong chớp mắt, một rồng một người chính là tan biến ở phần cuối tinh hà mịt mờ. Lão giả áo bào đỏ nhìn chầm chầm phần cuối tinh không kia, trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Dường như nghĩ đến cái gì, lão quay đầu nhìn về phía quan tông chủ một bên. Đi vào đi. Quan tông chủ gật đầu, đi vào trong đại điện. Lão giả áo bào đỏ khe khẽ thở dài tiểu khâu từng màn trong quá khứ nổi lên trong lòng khi đó khâu bạch y vừa tới ác đạo minh là hăng hái bực nào đảo mắt cố nhân đã qua đời lão giả áo bào đỏ thở dài một lần nữa trong điện trong đại điện có một nam tử trung niên đứng đấy nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào tay phải cầm một bầu hồ lô rượu đưa lưng về phía quan tông chủ quan tông chủ hơi hơi thi lễ trầm giọng nói thế tông Khâu sư đệ y. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta đã biết. Thế Tông. Người chủ sự ác đạo minh đương thời chân chính, cũng là người chủ sự nhất điện chủ khâm định năm đó, gặp y như gặp nhất điện chủ. Về phần nhất điện chủ, kỳ thật bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Quan Tông chủ mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục hỏa diễm bùng cháy chậm rãi bay tới trước mặt Thế Tông. Thế Tông nhìn tấm phù lục hỏa diễm này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp từng màn trước kia nổi lên trong lòng năm đó lúc mới gặp y y nói với ta y muốn đi theo ta làm một phiên việc lớn ta đáp ứng từ đó về sau chúng ta được sự giúp đỡ của nhất điện chủ bắt đầu bố cục toàn vũ trụ ác đạo minh chúng ta có được quy mô giống như hôm nay y không thể bỏ qua công lao nói xong y mở hồ lô rượu ra nhẹ nhàng đổ trên mặt đất huynh đệ đi tốt Quan tông chủ bình tĩnh nhìn chầm chầm Thế tông trước mắt. Thế tông, chúng ta tùy thời có thể đi thẳng đến quan huyền vũ trụ. Thế tông không nói gì, y nhẹ nhàng điểm vào tấm phù lục hỏa diễm kia, phù lục hỏa diễm tản ra, thanh âm của khâu bạch y truyền ra. Một kiếm, nàng lui một bước, hai kiếm, ta chết. Nghe được khâu bạch y, vẻ mặt của quan tông chủ lập tức trầm xuống. Hai kiếm giết khâu bạch y. Thực lực của khâu bạch y, gã là phi thường rõ ràng, Khâu Bạch Y chính là không có bất kỳ chứa nước gì, hai kiếm bị chém giết, đã nói rõ thực lực của nữ tử váy trắng rất khủng bố. Quan Tông Chủ trầm giọng nói. Thực lực của nữ tử váy trắng, xác thực khủng bố, nhưng phải dùng hai kiếm mới có thể chém giết khâu sư đệ. Thế Tông lắc đầu, trực tiếp ngắt lời gã. Ngươi đã nghĩ sự tình đơn giản. Quan Tông Chủ hơi nghi hoặc một chút. Thế Tông uống một hớp rượu, sau đó nói tiểu khâu tự nhiên là sẽ không gạt chúng ta nhưng liệu có một loại khả năng vị nữ kiếm tu váy trắng kia đang giả vờ yếu quan tông chủ ngạc nhiên giả vờ yếu thế tông quay người nhìn về phía quan tông chủ liệu có khả năng này hay không quan tông chủ sau khi yên lặng một lúc lâu nói nàng nếu như làm như thế như vậy mục đích là cái gì thế tông lắc đầu mặc kệ mục đích của nàng là cái gì nhưng ta có thể xác định chính là nàng sẽ mạnh hơn so với chúng ta dự đoán rất nhiều về phần đến cùng mạnh bao nhiêu có lẽ chỉ có giống như tiểu khâu đến động thủ một lần với nàng mới biết được quan tông chủ lắc đầu thế tông đại nhân không hề nghi ngờ nữ tử kia nhất định là cực mạnh nhưng nếu như nàng thật sự mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều như vậy vì sao không trực tiếp giết tới chỗ chúng ta vung một kiếm diệt trừ chúng ta thế tông chậm rãi đi đến cửa đại điện một bên ngẩng đầu nhìn lại chính là vô tận tinh hà y nói khẽ chỉ có hai nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên như lời ngươi nói nàng rất mạnh nhưng không có mạnh như vậy nàng cũng kiên kỵ ác đạo minh chúng ta bởi vậy một mực núp trong bóng tối chỉ có đến lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể hiện thân ra tay nguyên nhân thứ hai đó chính là nàng thật sự quá quá mạnh mạnh đến mức đã vượt xa khỏi nhận biết của chúng ta không tới giết chúng ta chẳng qua là xem ác đạo minh chúng ta như là đá mài đao của vị diệp quan kia nghe vậy vẻ mặt của quan tông chủ dần dần trở nên u ám xem ác đạo minh chúng ta là đá mài đao coi như là thiên hành văn minh cũng không có tư cách này nói xong lời cuối cùng trên người gã bạo phát ra một cổ kiếm thế đáng sợ thế tông nói khẽ ta cũng hy vọng không phải nguyên nhân thứ hai nhưng bất kể như thế nào nữ nhân này khẳng định là sẽ mạnh hơn so với chúng ta nghĩ Quan tông chủ nhìn về phía thế tông, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Như vậy khâu sư đệ cứ hy sinh một cách vô ích như vậy. Thế tông nắm chặt bầu rượu, ánh mắt nhìn chầm chầm thâm không. Cứ như vậy hy sinh vô ích. Y làm sao có thể cam tâm? Thật sự không cam tâm. Trăng rắc. Bầu rượu trong tay thế tông đột nhiên vỡ vụn, rượu vương vải ra. Ánh mắt của thế tông cũng dần dần trở nên băng lãnh, nhưng vào lúc này, thời không trước mặt thế tông đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một tấm phù lục màu đỏ như máu bay ra, vừa mới bay ra ngoài, tấm phù lục kia chính là bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thế tông kịch biến trong nháy mắt, lúc này là một lễ thật sâu, trung giọng nói. Điện chủ Điện chủ Quan tông chủ ở một bên có chút trận mắt hốc mồm, vị nhất điện chủ này sắp hiện thân. Thế tông lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì nhất điện chủ đã có trên triệu năm chưa từng chủ động liên lạc với y theo tấm phù lục kia cháy hết một thanh âm đột nhiên chui vào giữa trán thế tông sau một lúc lâu thế tông chậm rãi nhắm hai mắt lại quan tông chủ nhìn về phía thế tông lo lắng chờ đợi một lát sau thế tông mở hai mắt ra y trầm giọng nói điện chủ nói vị nữ kiếm tu váy trắng kia là giả vờ yếu thực lực của nàng là thâm bất khả trắc chúng ta không phải đối thủ của nàng không được hành động thiếu suy nghĩ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay điện chủ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thế tông ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không trong mắt y lóe lên một vệt ngưng trọng y không nghĩ tới nhất điện chủ vậy mà lại tự mình ra sân đối phó với vị diệp quan kia quan tông chủ mặc dù không có cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác được ngay cả nhất điện chủ cũng đều nói như vậy như vậy mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại khẳng định không phải đối thủ của nữ tử váy trắng dường như nghĩ đến cái gì, gã nhìn về phía Thế Tông. Thế Tông đại nhân, nữ tử mới vừa rồi là. Thế Tông thu hồi suy nghĩ, nói. Vô dịch vô gian vũ trụ. Quan Tông ngạc nhiên. Vô gian vũ trụ. Thế Tông bình tĩnh nói. Có một số việc, cũng là nên để cho ngươi biết. Nói đến đây, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sự tình diệp quan, điện chủ sẽ đích thân giải quyết, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta hiện tại là giết thiên hành chủ đoạt thiên hành sinh mệnh thụ cùng với luân hồi tổ thạch của thiên hành văn minh bọn hắn cùng với của cải bọn hắn tích lũy hàng tỷ năm tại thiên hành văn minh thiên vân học cung diệp quang cùng với nhất niệm ngủ một giấc đến buổi sáng diệp quang đột nhiên cảm giác trên người mềm nhũng non nớt hắn mở hai mắt ra lúc này nhất niệm đang nằm sấp ở trên người hắn nhìn hắn nhìn thấy diệp quang mở hai mắt ra gương mặt nhất niệm lập tức đỏ lên sau đó thoáng cái vùi vào cổ hắn Diệp Quang chỉ cảm thấy muốn mạng Bởi vì đêm hôm qua Hai người hiện tại đều là không một mảnh vải Lại tiếp xúc thân mật như vậy Diệp Quang chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào Hắn là thật sự không nhịn được nữa Vào giờ phút này hắn cũng không quản được Nữ tử áo trắng kia Mẹ nó Trước tiên làm lại nói Mà đúng lúc này ầm, uhm. Cửa đột nhiên bị mở ra Một nữ tử vọt vào Chính là tỉnh An sau lưng tỉnh an còn có thiên vân thượng thần đi theo vào lúc nhìn thấy diệp quang cùng với nhất niệm con mắt của tỉnh an lập tức trợn to còn hơn lục lạc thiên vân thượng thần nhìn diệp quang cùng với nhất niệm trên giường nhìn phía trên một chút nhìn phía dưới một chút hết sức an tỉnh một màn bất thình lình sức nửa dọa cho diệp quang mềm tỉnh an còn đang tò mò nhìn thiên vân thượng thần thì là vội vàng nàng kéo ra ngoài tỉnh an lúc đi ra còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn trong mắt tràn ngập tò mò, đặc biệt là tại lúc ra cửa, nàng còn nói một câu. Lão sư, không cần đi, hắn làm rất nhanh. Diệp Quang Mà nhất niệm thì xấu hổ gắt gao ôm Diệp Quang, cỏ sát lung tung, Diệp Quang chỉ cảm thấy muốn mạng. Qua một hồi lâu, Diệp Quang mới mang theo nhất niệm ra khỏi phòng, lúc này mặt nhất niệm đỏ giống như ánh bình minh, xấu hổ không thôi. Đều đã bị thấy hết, mặc dù thiên vân thượng thần cùng với tỉnh an đều không phải là người ngoài nhưng cũng rất ngượng ngùng nhất niệm đột nhiên giữ chặt tay diệp quang sau đó nói không được chúng ta cũng phải nhìn lại lần sau ta dẫn ngươi đi xem các nàng biểu lộ của diệp quang cứng đờ mặc dù cảm thấy dạng này không đúng nhưng ngẫm lại lại rất là kích thích nhất niệm nói xong giống như cũng cảm thấy có chỗ nào là lạ mà lúc này thiên vân thượng thần mang theo tỉnh an đi tới tỉnh an đánh giá hai người vẻ mặt hết sức là quái dị thiên vân thượng thần thì rất là bình thường nhất niệm một lần nữa nhìn thấy hai người xấu hổ đã không ngóc đầu lên được nắm chặt tay diệp quang diệp quang mặc dù cũng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể lợn chết không sợ nước sôi nhìn về phía thiên vân thượng thần tiền bối ta cùng với nhất niệm chuẩn bị đi thiên vân thượng thần nói rời khỏi nơi này diệp quang gật đầu nếu nhất niệm không nguyện ý ở lại thiên hành văn minh, vậy hắn chỉ có thể mang theo nhất niệm rời đi. Đối với nơi này, hắn cũng là không muốn ở lâu. Thiên vân thượng thần suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ác đạo minh khẳng định là sẽ không bỏ qua, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp quan đột nhiên nói. Tiền bối có biết ác đạo minh nhất điện chủ? Thiên vân thượng thần lắc đầu. Không biết, ở bên trong ác đạo minh, ta chỉ từng tiếp xúc với vị ác đạo pháp thần kia. Diệp Quang yên lặng, vị khâu bạch y kia lấy cái chết để dò xét thực lực của cô cô váy trắng, rõ ràng, ác đạo minh này là muốn chuẩn bị ăn thua đủ với hắn. Khâu bạch y là nhị điện chủ, nhị điện chủ đã ngã xuống, tiếp theo liền hẳn là vị nhất điện chủ trong truyền thuyết kia hiện thân. Cũng không biết thực lực của vị nhất điện chủ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên vân thượng thần đột nhiên nói. Ngươi có muốn tăng cao thực lực hay không? Diệp Quang nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Tự nhiên là muốn, tiền bối có đề nghị gì? Thiên Vân Thượng Thần nhìn chầm chầm Diệp Quang. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Nghe được Thiên Vân Thượng Thần, nhất niệm cùng với tỉnh An đều là giật mình. Diệp Quang thì là có chút hiếu kỳ. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Thiên Vân Thượng Thần gật đầu, giải thích nói. Thiên hành văn minh chúng ta có ba đại thí luyện, phân biệt là thí luyện thượng thần, chính là hộp thời không nhất niệm cho ngươi trước đó thứ hai là thí luyện thiên hành chủ thứ ba là thí luyện thủ tịch chấp hành quan thí luyện thủ tịch chấp hành quan này tên như ý nghĩa muốn trở thành thủ tịch chấp hành quan của thiên hành văn minh chúng ta liền nhất định phải thông qua thí luyện này thí luyện này vô cùng khó khăn nhưng trợ giúp đối với ngươi là rất to lớn ở xa phía trên thí luyện thượng thần diệp quan suy nghĩ một chút sau đó nói tiền bối thực lực của ngươi cùng với thủ tịch chấp hành quan so sánh như thế nào thiên vân thượng thần mỉm cười nói ta cùng với thiên huyền thượng thần hợp lại cũng không phải là đối thủ của thủ tịch chấp hành quan xa xa không phải căn bản không phải một cấp bậc vẻ mặt của dịp quan động dung thực lực của hắn hiện tại mặc dù đạt được tăng lên to lớn nhưng hắn biết hắn vẫn không thể đánh lại vị thượng thần trước mắt này cho dù tăng thêm thanh huyền kiếm cũng đều không được mà thực lực của thiên huyền thượng thần còn ở phía trên thiên vân thượng thần trước mắt. Hai nữ hợp lại cũng đều không phải là đối thủ của vị thủ tịch chấp hành quan kia, có thể tưởng tượng vị thủ tịch chấp hành quan kia khủng bố đến mức nào. Thiên vân thượng thần tiếp tục nói. Thí luyện thủ tịch chấp hành quan cùng với thí luyện thiên hành chủ là thí luyện trí cao vô thượng tại thiên hành văn minh chúng ta, ngoại trừ thủ tịch chấp hành quan cùng với thiên hành chủ đời trước, không có trái cây nào biết thí luyện bên trong đến cùng là cái gì, nhưng có thể xác định chính là mỗi một đời thủ tịch chấp hành quan cùng với thiên hành chủ sau khi đi ra ngoài từ bên trong đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất diệp quan trầm giọng nói tiền bối ta không phải trái cây thiên hành văn minh thiên vân thượng thần cười nói một tướng đã chết thiên hành chủ không có ở đây thủ tịch chấp hành quan cũng không có ở đây hiện tại thiên hành văn minh là ta cùng với thiên huyền thượng thần lớn nhất ta đã thương lượng với nàng nàng không có dị nghị chỉ cần hai người chúng ta gật đầu ngươi liền có thể đi vào thí luyện lúc này nhất niệm giữ chặt tay diệp quang nàng nhìn diệp quang chân thành nói hoàn toàn có khả năng tỉnh an cũng là vội vàng gật đầu thí luyện thủ tịch chấp hành quan chỉ có trái cây ưu tú nhất mới có thể đi vào thí luyện ngươi mặc dù không phải trái cây nhưng ngươi là bằng hữu ưu tú nhất của trái cây cũng xem như ưu tú nghe được tỉnh an diệp quang cùng với thiên vân thượng thần đều là nở nụ cười Thiên Vân Thượng Thần nhìn về phía Diệp Quang, nghiêm mặt nói: "Đi vào bên trong, sẽ có trợ giúp đối với ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đây không tính là thiếu nợ nhân tình của Thiên Hành Văn Minh chúng ta, bức tranh mà cô cô ngươi cho ta kia, giá trị của nó, coi như là 10 cái thí luyện thủ tịch chấp hành quan cũng đều kém hơn." Nghe được Thiên Vân Thượng Thần, Diệp Quang lập tức có chút hiếu kỳ. "Tiền bối, ngươi đã lĩnh hội bức tranh kia chưa?" Thiên Vân Thượng Thần lắc đầu cười khổ: không có." Diệp Quang nói. "Rất khó." Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. "Vô cùng khó, đó xác thực không phải nền văn minh chúng ta hiện tại có thể nắm giữ, chẳng qua cũng không phải là một chút đầu mối cũng đều không có, ta hiện tại cần thời gian." Diệp Quang nói khẽ. "Văn minh cấp 6, thật sự có văn minh cấp 6 sao?" Thiên Vân Thượng Thần mỉm cười nói. "Nhất định là có." Thủy tổ Văn Minh của Thiên Hành Văn Minh chúng ta liền tin tưởng không nghi ngờ đối với chuyện này, bằng không, nàng lúc trước cũng sẽ không mang theo Thiên Hành Văn Minh chúng ta không ngừng đi thăm dò vũ trụ. Diệp Quang nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Hành Văn Minh liền không sợ sau khi gặp được Văn Minh cấp 6 sẽ bị hủy diệt. Thiên Vân Thượng Thần nói. Lúc trước các vị tổ tiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bọn họ càng cảm thấy thấy, Thiên Hành Văn Minh chúng ta không nên co đầu rút cổ ở một chỗ chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài để kiến thức những văn minh càng cường đại hơn, chủ động đi cầu biến mà không phải chỉ đạt đến cực hạn của chính mình. Diệp Quang khẽ gật đầu. Các vị tổ tiên của Thiên Hành Văn Minh các ngươi rất có quyết đoán. Thiên Vân Thượng Thần thấp giọng thở dài. Nhưng những năm gần đây, chúng ta cũng không có gặp được văn minh vũ trụ cấp 6, cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, Thiên Hành Văn Minh chúng ta trở nên vô cùng tự phụ, đã cho rằng mình vô địch toàn vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt vẻ phức tạp, lần này nếu không phải nhất niệm cùng với tỉnh An, thiên hành văn minh tuyệt đối đã không còn. Nàng biết, thiếu niên này ngày đó mang theo cô cô tới thiên hành văn minh, thật ra là muốn diệt thiên hành văn minh, hắn cuối cùng không có lựa chọn làm như vậy, kỳ thật là không muốn nhất niệm đau lòng mà thôi, bằng không, thiên hành văn minh đã không còn. Nghe được thiên vân thượng thần, Diệp Quang kỳ thật cũng có chút lo lắng, lo lắng cho quan huyền vũ trụ và một ngày nào đó trong tương lai quan huyền vũ trụ càng ngày càng mạnh có thể hay không cũng như thiên hành văn minh bây giờ trở nên cực kỳ bành trướng khẳng định sẽ như vậy diệp quang thở dài trong lòng đối với chuyện này hắn hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết thiên vân thượng thần cười nói chúng ta đi thí luyện đi diệp quang thu hồi suy nghĩ khẽ gật đầu hắn hiện tại xác thực cần tìm một chỗ đề thăng thực lực của chính mình. Một lát sau, Thiên Vân Thượng Thần mang theo Diệp Quang cùng với Nhất Niệm và Tỉnh An đi vào bên trong một chỗ tinh không, ở mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cánh cửa, trước cửa có một vị Nam Tử Mặt Thần Giáp đứng đấy. Thiên Vân Thượng Thần mang theo ba người Diệp Quang đi đến trước mặt cánh cửa kia, Nam Tử Mặt Thần Giáp kia nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nhìn về phía Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần nơi này không có mệnh lệnh của thiên hành chủ, bất kỳ người nào cũng không được tự ý đi vào. Thiên vân thượng thần cũng không nói gì, mà là nhìn về phía nhất niệm, nhất niệm mở lòng bàn tay ra, một khỏa thiên hành quả bay đến trước mặt nam tử mặt thần giáp kia. Thiên vân thượng thần mỉm cười. Bạc nhạn thần tướng, còn mời dàn xếp một thoáng. Bạc nhạn thần tướng nhìn khỏa thiên hành quả trước mặt, trực tiếp trầm mặt. Nhìn thấy thiên vân thượng thần mang theo tên nhân loại này tới đây, Y kỳ thật đã đoán được đại khái ý đồ của thiên vân thượng thần, thế là, y trực tiếp chuẩn bị thề sống chết chống lại đến cùng. Làm chức trách của mình. Thà chết không theo. Thế nhưng, y không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp lấy ra một khỏa thiên hành quả. Thiên hành quả đó. Chính mình làm việc cả một đời cũng đều khó có khả năng đạt được siêu cấp thần vật như vậy. Chuyện này. Bạc nhạn thần tướng cũng không có cự tuyệt, Y thu hồi khỏa thiên hành quả kia, sau đó hơi hơi thi lễ đối với thiên vân thượng thần, tiếp đó đi sang một bên. Vào lúc nên thức thời, nhất định phải thức thời, bằng không, người ta cho cũng không phải là thiên hành quả, mà là đao. Tại quan trường thiên hành văn minh, nhất định phải khôn khéo. Thiên vân thượng thần khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quang bên cạnh. Đi vào đi. Diệp Quang nói bên trong có thể dùng thần vật không thiên vân thượng thần cười nói hết thảy thủ đoạn đều có thể tùy thuộc vào ngươi diệp quang khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía nhất niệm cười nói chờ ta đi ra nhất niệm gật đầu được diệp quang quay người đi về phía cánh cửa kia mà đúng lúc này thiên vân thượng thần đột nhiên nói chờ một chút diệp quang dừng bước lại hắn quay người nhìn về phía thiên vân thượng thần Thiên Vân Thượng Thần do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quang, nàng xuất ra một tấm lệnh bài màu xanh đưa cho Diệp Quang. Nếu như ngươi có cơ hội gặp được thủ tịch chấp hành quan phục võ, xin giao vật này cho nàng. Diệp Quang hơi nghi hoặc một chút. Thủ tịch chấp hành quan phục võ? Thiên Vân Thượng Thần gật đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đây là lão sư ta lưu lại năm đó, nhưng ta một mực không có cơ hội, ngươi nếu như có cơ hội, liền giúp ta chuyện này nếu như không có cơ hội gặp được nàng coi như thôi diệp quang nhìn thoáng qua thiên vân thượng thần gật đầu được nói xong hắn thu hồi lệnh bài quay người đi vào trong cánh cửa kia sau khi diệp quang tiến vào bên trong một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân người tới chính là thiên huyền thượng thần thiên huyền thượng thần đi đến bên cạnh thiên vân thượng thần nàng nhìn cánh cửa phía xa kia hắn sẽ thành công sao Thí luyện này có thể nói là thí luyện khó khăn nhất thiên hành văn minh, sống sót mà đi ra ngoài từ bên trong, liền mang ý nghĩa có thể trở thành thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh. Từ xưa đến nay, số lượng trái cây chết ở bên trong cũng cũng không ít. Thiên vân thượng thần nói khẽ. Ta càng tò mò hơn là, hắn mất bao lâu thì có thể đi ra. Thiên huyền thượng thần yên lặng. Đi ra nhanh nhất chính là thiên hành thủ tịch chấp hành quan thế hệ này, chỉ dùng không đến 9 ngày liền đi ra, là người có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, mà Thiên Hành thủ tịch chấp hành quan thế hệ này cũng là mạnh nhất ở bên trong các đời chấp hành quan từ trước tới nay. Thiên Vân thượng thần đột nhiên hỏi: Ác Đạo Minh gần đây có động tĩnh gì không? Thiên Huyền thượng thần lắc đầu. Không có. Ánh mắt của Thiên Vân thượng thần dần dần trở nên sâu lắng. Để người của chúng ta nhìn chằm chằm bọn hắn, còn có, nói cho thủ tịch chấp hành quan, để cho nàng phòng bị Ác Đạo Minh Thiên huyền thượng thần nhìn về phía thiên vân thượng thần. Ngươi là cảm giác được bọn hắn có thể sẽ ra tay với chúng ta. Thiên vân thượng thần nói khẽ. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Ác đạo minh. Ánh mắt thiên huyền thượng thần lạnh lùng vô cùng. Lần này thiên hành văn minh bị ác đạo minh hại suýt nửa văn minh hủy diệt. Món nợ này tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Nếu như không phải muốn vị ác đạo pháp thần kia hỗ trợ phá giải vô gian vũ trụ, nàng hiện tại liền muốn giết đến ác đạo điện. Cơn giận này, nàng là thật sự có chút không nhịn được. Thiên vân thượng thần nhìn thoáng qua thiên huyền thượng thần mặt mũi tràn đầy sát khí, sau đó nói. Tạm thời đừng xúc động, thiên hành chủ còn đang ở vô gian vũ trụ. Thiên huyền thượng thần sau khi trầm mặt một lát, nói. Thanh kiếm trong tay hắn kia đối với thời không? Nàng nói tự nhiên là thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quang. Thiên vân thượng thần yên lặng, nàng tự nhiên cũng phát hiện ra sự đặc thù của thanh kiếm trong tay diệp quan kia nhưng nàng thật sự là không mở được cái miệng này để cho người ta đi hỗ trợ phá giải vô gian vũ trụ dựa vào cái gì thiên vân thượng thần thở dài trong lòng nàng xác thực có thể đi cầu nhất niệm nhất niệm mở miệng diệp quan nhất định sẽ không cự tuyệt nhưng nàng không muốn làm như vậy bởi vì không đạo đức nhìn thấy thần sắc của thiên vân thượng thần trong mắt thiên huyền thượng thần lóe lên một vệt phức tạp nàng biết, thiên vân không mở được cái miệng này, dĩ nhiên, nàng cũng có thể hiểu được, đổi lại thành nàng, nàng cũng không mở được cái miệng này. Nhất niệm đột nhiên lôi kéo tỉnh An đi tới một bên khác, nàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho tỉnh An, sau đó nói. Tỉnh An, ngươi có phải muốn làm thiên hành chủ hay không? Tỉnh An tiếp nhận mứt quả, sau đó gật đầu. Đối với nhất niệm, nàng từ trước tới giờ luôn không giấu giếm. Nhất niệm nhìn tỉnh An ta giúp ngươi. Tỉnh An trực tiếp ôm Nhất Niệm hôn một cái. Nhất Niệm lau nước miếng ở trên mặt, sau đó nói. Ngươi muốn trở thành thiên hành chủ, phải có thực lực cường đại, vô cùng phi thường cường đại. Tỉnh An gật đầu. Ta biết. Nhất Niệm mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng, Diệp Quang cũng không có mang tháp nhỏ đi vào, Thanh Huyền Kiếm cũng đều không có mang vào. Tỉnh An trừng mắt nói. Ngươi muốn cho ta tháp này tháp nhỏ. Nhất niệm liếc Tĩnh An một cái. Ngươi nghĩ hay lắm, ta là để ngươi đi vào trong tháp tu luyện với ta, ta chỉ dẫn ngươi tu luyện. Tĩnh An hì hì cười một tiếng. Tốt. Nàng muốn trở thành thiên hành chủ cũng không phải là chuyện đơn giản, ở trong khoảng thời gian này, nàng đều theo Nhất niệm tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, mà chính nàng cũng vô cùng trân quý cơ hội này, bởi vì nàng biết, đây là cơ duyên của nàng. Nhất niệm biết sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nàng đã là không thể trở thành thiên hành chủ, dĩ nhiên, nàng cũng không muốn trở thành thiên hành chủ, mà ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn là không muốn chia cắt với thiên hành văn minh, bởi vậy, nàng quyết định giúp tỉnh An, để cho tỉnh An trở thành thiên hành chủ. Trọng yếu nhất chính là, tỉnh An nếu như trở thành thiên hành chủ, quan hệ ở giữa diệp quan cùng với thiên hành văn minh nhất định có thể có được hòa hoãn. Nhất niệm trực tiếp mang theo tỉnh An tiến vào tháp nhỏ, ở dưới sự dẫn dắt của nhất niệm, thực lực của tỉnh An Kỳ thật cũng là đạt được tăng cường nhanh chóng. Bởi vì mặc kệ là vĩnh hằng tinh, hay là thiên hành quả, đều là bao ăn no. Nhìn thấy nhất niệm mang theo tỉnh An tiến vào tháp nhỏ, thiên vân thượng thần ở một bên đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy tỉnh An thế nào? Thiên huyền thượng thần bình tĩnh nói. Nghe nói thật hay là nói dối? Thiên vân thượng thần cười nói. Tự nhiên là nói thật thiên huyền thượng thần nói có chút lòe loẹt thiên vân thượng thần nở nụ cười xác thực thiên huyền thượng thần lại nói nhưng cũng có thể thành việc lớn thiên vân thượng thần khẽ gật đầu nàng tự nhiên nhìn ra được toàn bộ thiên hành văn minh ngoại trừ nhất niệm diệp quang cũng xem tỉnh an là bằng hữu sự tình phát triển đến loại tình trạng như bây giờ này nhất niệm khẳng định không có cách nào làm thiên hành chủ hơn nữa nàng biết rõ tính cách của vị đệ tử này nhất niệm khẳng định cũng không muốn làm thiên hành chủ mong muốn diệp quang không căm thù thiên hành văn minh nữa biện pháp duy nhất chính là để tỉnh an thượng vị nhưng bây giờ thực lực của tỉnh an vẫn là quá yếu mong muốn thượng vị căn bản là rất không có khả năng chẳng qua cũng không vội từ từ sẽ đến chậm rãi bồi dưỡng cuối cùng tỉnh an có thể thượng vị hay không cũng chỉ có thể xem tạo hóa của chính nàng thiên huyền thượng thần đột nhiên nói bức tranh kia đã nghiên cứu như thế nào thiên vân thượng thần thu hồi suy nghĩ sau đó nói ta đang chuẩn bị tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu thiên huyền thượng thần quay đầu nhìn thiên vân thượng thần đó là nàng tặng cho ngươi thiên vân thượng thần cười nói ta nếu như nghiên cứu không ra nó liền sẽ là một bức phế tranh nói xong nàng trực tiếp lấy bức tranh kia ra chúng ta cũng tiến vào tháp nhỏ nghiên cứu đi tiếp tiết kiệm thời gian ngay vào lúc Thiên Hành Thượng Thần nghi hoặc, Thiên Vân Thượng Thần đã đưa nàng vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Thiên Huyền Thượng Thần lập tức trở nên ngưng trọng, một lát sau, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, nàng là thật sự muốn phục sinh đám đồ đần độn chấp pháp điện kia sau đó lại giết một lần. Bọn hắn đã trêu chọc quái vật gì vậy? Không biết qua bao lâu, Diệp Quang chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, hắn đứng ở bên trong một mảnh thời không hư vô ở trước mặt hắn có một dải ánh sáng trải trên mặt đất, phần cuối ánh sáng có một nữ tử đứng, nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc ngắn màu bạc ở dưới ánh sáng chiếu rọi, sáng sủa rực rỡ. Nàng mặc một bộ trường bào, trên trắng dưới đỏ, mày kiếm mắt sáng, bên trong tuyệt mỹ lại lộ ra một cổ khí khái hào hùng. Trong tay phải ở sau lưng nàng, cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Quang lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối là Nữ tử hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Ngươi thế mà không phải trái cây. Diệp Quang gật đầu, trong lòng đề phòng, hắn là biết được, nền văn minh này đối với văn minh ngoại tộc cực kỳ không hữu hảo. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quang, vẫn nở nụ cười như cũ. Ba loại huyết mạch đặc thù, trong đó có hai loại huyết mạch phi thường mạnh mẽ, chủ nhân của hai loại huyết mạch này, ta còn kém xa. Diệp Quang có chút hiếu kỳ. Tiền bối là. Nữ tử miễn cười nói Tuế tuế, thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đời thứ ba Thủ tịch chấp hành quan Vẻ mặt của Diệp Quang động dung Địa vị của chức vị này tại thiên hành văn minh thế nhưng là không hề yếu hơn thiên hành chủ Tuế tuế đột nhiên hỏi Ngươi là tới thí luyện Diệp Quang gật đầu Đúng vậy Tuế tuế hơi cao mày Thế nhưng ngươi không phải trái cây Diệp Quang nhìn tuế tuế không phải trái cây có thể thí luyện không tuế tuế cao mày suy nghĩ một chút sau đó nói giống như cũng không có nói không thể diệp quang tuế tuế nhìn về phía diệp quang mỉm cười nói nếu trái cây phía ngoài để ngươi tiến đến vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đã xem ngươi như là người một nhà nếu đã là người một nhà có phải trái cây hay không cũng không đáng kể diệp quang liền nói ngay đa tạ tuế tuế chân thành nói ngươi muốn thí luyện cũng có thể chẳng qua ta phải nói trước đây là một đợt thí luyện tương đối nguy hiểm mà xem như người thủ quan thí luyện ta sẽ không nương tay bởi vậy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý hơn nữa ngươi không thể gọi người dĩ nhiên đây là vì muốn tốt cho ngươi bởi vì thí luyện ở trong này là tuyệt đối công bằng nếu như ngươi không kiên trì nổi gọi người đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ diệp quang nói rất nguy hiểm tuế tuế khẽ gật đầu diệp quang chân thành nói ta sẽ không gọi người tuế tuế miễn cười nói vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa diệp quang mở lòng bàn tay ra một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn hắn nhìn tuế tuế đã chuẩn bị xong tuế tuế cũng không có động thủ mà là hỏi ngươi đã trải qua tuyệt vọng chưa diệp quang sửng sốt đúng lúc này tuế tuế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn sắc mặt của diệp quang đại biến một cổ kiếm ý đáng sợ trực tiếp tuôn ra từ trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, thời không bốn phía trực tiếp biến thành một cái ngăn chứa thời không quỷ dị. Thời không chồng chất. Áp súc thời không. Đối mặt với thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đời trước, hắn tự nhiên không dám có chút kinh thị cùng với chủ quan, vừa ra tay chính là vận hết toàn lực. Mà tuế tuế cũng không có ra tay, mãi đến lúc thời không bị áp súc trước mặt hắn bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, nàng mới đâm ra một kiếm. Xuy. Đây là một kiếm nhẹ nhàng, của lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt vỡ nát, kiếm đâm vào bên trên thời không bị áp suất kia, thời không khẽ rung lên, tiếp đó trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quang hoảng hốt, đang muốn lui, nhưng mà đã không kịp, một thanh kiếm đã đâm vào ngực hắn. Oanh, Thân thể Diệp Quang cứng ở tại chỗ, hết thảy kiếm ý tại thời khắc này tán loạn. Tuế tuế nhìn chầm chầm Diệp Quang, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng chuyển động, vào giờ khắc này, sinh cơ trong cơ thể Diệp Quang cấp tốc tan biến, không chỉ sinh cơ, ngay cả linh hồn tại thời khắc này cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Cảm giác tử vong Đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Diệp Quang tự nhiên không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch và viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể đồng thời sôi trào lên, ba cổ lực lượng huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, tuế tuế đột nhiên cầm kiếm đè ép về phía trước. suy Kiếm lại vào vài tấc Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, ba loại lực lượng huyết mạch của Diệp Quang bị trấn áp toàn bộ. Đồng tử của Diệp Quang lập tức co lại thành hình cây kim. Tuế tuế đột nhiên buông kiếm ra, Diệp Quang chậm rãi ngã xuống, vào giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách động đậy lực lượng huyết mạch bị trấn áp kiếm ý bị trấn áp tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bị trấn áp tuyệt vọng hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này bởi vì tất cả ác chủ bài của hắn đều vô dụng tại đây rất nhanh diệp quang nằm trên mặt đất thanh kiếm kia vẫn còn cắm trên ngực hắn hắn nếm thử thôi động vô địch kiếm ý nhưng mà mặc kệ là vô địch kiếm ý hay là lực lượng huyết mạch chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị trấn áp hết thảy mọi dãy dụ đều là phí công. Liền chết đi như thế. Ánh mắt của Diệp Quang dần dần trở nên mờ mịt. Cam tâm. Hắn tự nhiên là không cam tâm. Nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Cha. Cô cô. Ông nội. Hắn há to miệng, hắn biết, chỉ cần hắn tùy tiện gọi một người, hắn hiện tại liền có thể lập tức thoát khốn. Tuế Tuế đứng ở bên cạnh hắn, Nàng chắp hai tay sau lưng nhìn xuống Diệp Quang, trong mắt nàng tràn ngập tò mò, nàng có thể cảm giác được thiếu niên kiếm tu trước mắt này vào giờ khắc này đang dãy dụa. Gọi hay là không gọi? Hết sức dãy dụa, rất thống khổ. Tuế Tuế miễn cười, kêu to lên. Còn có thể sống tạm bợ như sâu kiến. Trong đầu Diệp Quang hiện ra vô số bóng người. Nạp Lan già, Chu Phạm, Nhất Niệm, Chân Tỷ, Từ Thụ, từ nhu, thiên thiên. Hắn muốn sống. Hắn rất rất muốn sống. Muốn gặp đứa con chưa xuất thế của mình, có vô vàng lý do muốn sống. Nhưng, Diệp Quang đột nhiên nói khẽ. Cha, cô cô, ông nội, cái chết của ta, không có quan hệ gì với thiên hành văn minh, không có quan hệ với vị cô nương này, chớ có tổn thương nàng, là do ta không hăng hái. Dứt lời, hai tay hắn nắm chắc chậm rãi nới lỏng ra. Đến tận đây, trong lòng của hắn lại không có bất luận tưởng niệm gì dường như nghĩ đến cái gì hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra dùng hết khí lực cuối cùng để chủ nhân đại đạo bút theo ta đi chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút tuế tuế cao mày chưa từng nghe qua cái tên này cái tên này thật là khó nghe lúc này hai mắt diệp quang đã triệt để nhắm lại khí tức hoàn toàn không có thế nhưng Khí tức vô địch kiếm ý trong cơ thể Diệp Quang vào giờ phút này lại đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Tuế Tuế lập tức hơi kinh ngạc. Ồ. Trong cơ thể Diệp Quang, cổ khí tức kiếm ý kia càng ngày càng mạnh, như muốn phá thể mà ra. Tuế Tuế kiếm bắt đầu rung động lên từng chút một. Trong mắt Tuế Tuế lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không có bổ kiếm, nàng làm người thủ quan trong này là vì trái cây Thiên Hành Văn Minh tiến đến thí luyện, mà không phải là vì giết chóc dù sao, trái cây có thể tiến đến, vậy khẳng định đều là trái cây phi thường ưu tú, nếu như có giá trị bồi dưỡng, nàng khẳng định là sẽ bồi dưỡng. Giống như thiên hành chấp hành quan đời trước bồi dưỡng nàng năm đó. Mặc dù diệt quan không phải trái cây, nhưng hắn là do những trái cây bên ngoài kia đưa đến, cũng là có thể xem như là trái cây. Trong cơ thể diệt quan, khí tức vô địch kiếm ý vẫn còn đang điên cùng tăng vọt, mà kiếm của tuế tuế rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Tuế tuế cứ như vậy nhìn chầm chầm Diệp Quang, không có hạ sát thủ, nhưng cũng không có hỗ trợ. Ông Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ trong cơ thể Diệp Quang, qua trong giây lát, một cổ kiếm ý đáng sợ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quang, cuối cùng hội tụ vào bên trong thanh kiếm kia của tuế tuế. Thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Tuế tuế đưa tay cầm kiếm, nhưng vào lúc muốn nắm chặt thanh kiếm kia, tay nàng lại đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn chầm chầm vô địch kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể diệp Quang, trong đôi mắt tràn ngập tò mò ầm uhm. đúng lúc này thanh kiếm kia của tuế tuế trực tiếp bị vô địch kiếm ý của diệp Quang chấn bay ra tiếp theo vô số kiếm ý phóng lên tận trời hóa thành từng cột kiếm ý vụt lên từ mặt đất sừng sững ở trong thiên địa kiếm ý thuế biến đúng lúc này trụ vô địch kiếm ý trụ kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm ý sau đó đảo ngược mà xuống trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quang. Oanh! Thân thể Diệp Quang kịch liệt trung lên, hai mắt đột nhiên mở ra, một cổ khí tức cường đại dân trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Diệt đạo! Tại thời khắc này, hắn vậy mà trực tiếp từ khai đạo đạt đến diệt đạo. Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, vô số kiếm ý như như thủy triều tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngưng tụ thành một thanh kiếm ý. Vô địch kiếm ý! Diệp Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào giờ khắc này, hắn cảm giác kiếm ý của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ kiếm ý của mình, ngay cả cảnh giới của mình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đôi mắt của Tuế Tuế tràn ngập tò mò cùng với ngoài ý muốn. Diệp Quang cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Tuế Tuế đứng ở nơi xa. Tiền bối Tuế Tuế mỉm cười nói Người tăng lên không có quan hệ với ta là chính ngươi vứt bỏ một chút chấp niệm trong nội tâm chính mình cho nên mới có thể đột phá diệp quang càng thêm nghi ngờ vứt bỏ một chút chấp niệm tuế tuế gật đầu nàng duỗi hai ngón tay kẹp lại một sợi vô địch kiếm ý của diệp quang lập tức bị nàng kẹp trong tay nàng nhìn sợi vô địch kiếm ý kia lúc mới bắt đầu kiếm ý của ngươi mặc dù vẫn tính thuần túy nhưng lại có tạp niệm thuần túy cũng chưa đủ triệt để đó hẳn là duyên cớ có chấp niệm nhưng bây giờ kiếm ý này của ngươi hết sức thuần túy mặc dù vẫn còn có từng tia từng tia tạp niệm nhưng so sánh với lúc ban đầu đã thuần túy hơn rất rất nhiều chúc mừng ngươi tạp niệm nghe vậy diệp quang cau mày tạp niệm gì chứ chẳng lẽ là duyên cớ mình cuối cùng từ bỏ cầu sinh không đúng không phải từ bỏ cầu sinh mà là từ bỏ gọi người gọi người diệp quang yên lặng vào thời khắc ấy hắn xác thực không muốn chết muốn sống nhưng muốn sống liền phải gọi người vào lúc địch nhân cường đại hơn chính mình rất rất nhiều hắn gọi người là không có gánh nặng trong lòng nhưng vào giờ khác này là chính hắn muốn tới thí luyện không có quan hệ gì với người khác nếu như lúc này cũng muốn gọi người vậy sau này chính mình dứt khoát đừng có tu luyện cả ngày đi theo cha già hoặc là cô cô váy trắng cho rồi bởi vậy trong nháy mắt đó hắn quả quyết từ bỏ gọi người có chơi có chịu mà hắn không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân này kiếm ý cùng với cảnh giới của hắn vậy mà đạt được đột phá. Chấp niệm Diệp quan cúi đầu nhìn về phía thanh kiếm ý trong tay mình, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, hắn là thật sự không nghĩ tới, hóa ra trong bất tri bất giác, gọi cùng với không gọi đã trở thành một cái chấp niệm trong lòng mình. Chính mình lúc ấy nếu như lựa chọn gọi, như vậy hẳn là sẽ đi con đường Tháo Sơn Vương. Mình nếu như lựa chọn đi con đường Tháo Sơn Vương, như vậy hẳn là sẽ triệt để bay lên. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quang không khỏi nở nụ cười. Ở một bên, thủ tịch chấp hành quan tuế tuế đột nhiên nói. Ngươi cười cái gì? Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử trước mắt, cung kính vái chào. Cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Hắn biết, hắn vừa rồi có thể đột phá, đó là bởi vì nữ tử trước mắt này cho cơ hội, đối phương nếu như bổ thêm một kiếm, chính mình căn bản không có khả năng đột phá tuế tuế nhìn diệp quang mỉm cười nói là chính ngươi tự cứu chính ngươi ngươi nếu như không thể đột phá chấp niệm trong khoảnh khắc đó một kiếm kia của ta sẽ thật sự giết chết ngươi diệp quang cười cười sau đó có chút hiếu kỳ nói tiền bối là kiếm tu tuế tuế gật đầu chủ tu kiếm diệp quang liền nói ngay còn xin tiền bối chỉ giáo tuế tuế hé miệng cười một tiếng dĩ nhiên sẽ chỉ giáo chúng ta thí luyện thế nhưng là còn chưa kết thúc diệp quang cười nói lại đến dứt lời hắn trước tiên đâm ra một kiếm một kiếm này đâm ra chỉ là trong nháy mắt thời không bốn phía trực tiếp biến thành từng cái ngăn chứa thời không quỷ dị thời không chồng chất áp suất thời không nhất giới tuế nguyệt một mạch mà thành nước chảy mây trôi một kiếm này đâm ra toàn bộ hư không trực tiếp bắt đầu tiêu vong một kiếm 200 triệu thọ mệnh. Vào sau khi cảnh giới tự thân tăng lên cùng với kiếm ý thuế biến, hắn hiện tại không cần thanh huyền kiếm liền có thể tùy tiện vung một kiếm trảm 200 triệu thọ mệnh, bởi vì kiếm ý của hắn hiện tại đã có thể thừa nhận được lực lượng tuế nguyệt cùng với lực lượng thời không. Mà ở trong nháy mắt hắn đâm ra một kiếm này, Tuế Tuế cũng đồng dạng đâm ra một kiếm. Oanh. Giữa thiên địa giống như có cái gì vỡ nát, qua trong giây lát cả người diệp quan mang kiếm lui ròng rã mấy chục vạn trượng vừa dừng lại một cái kiếm ý quanh người hắn vỡ nát ầm ầm nhìn thấy một màn này trong lòng diệp quan kinh hãi vô địch kiếm ý của hắn đã thuế biến nhưng mà vẫn là không ngăn được kiếm của vị cô nương trước mắt này tuế tuế không có tiếp tục xuất kiếm mà là thu kiếm ra sau lưng dáng vào lưng của mình nàng mỉm cười ngươi còn thiếu một thứ diệp quan nghi hoặc cái gì tuế tuế chân thành nói lòng dạ diệp quang càng thêm nghi hoặc tuế tuế chậm rãi đi về phía diệp quang kiếm ý này của ngươi lập ý là rất cao nhưng ngươi nhưng không có chèo chống cái ý này diệp quang yên lặng lập ý kiếm ý của mình lập chính là cái gì ý tự nhiên là ý vô địch chính mình không có chèo chống cái lập ý này rõ ràng vào lúc mình ra một kiếm này trong lòng cũng không có loại khí thế cùng với lòng dạ vô địch hết thảy kia. Vào giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Diệp Tu Nhiên, Diệp Tu Nhiên giảng hai chuyện, thứ nhất là thuần túy, thứ hai chính là Kiếm ý của người hữu hình, nhưng vô thần, thay lời khác mà nói, ngươi thiếu khuyết một loại tinh khí thần, một loại tinh khí thần phong mang tất lộ, người trẻ tuổi, liền nên có chí tiến thủ, liền nên nhiệt huyết, liền nên có loại khí phách phóng khoáng dám lật tung thiên địa kia. Tinh khí thần Diệp Quang nhìn về phía kiếm ý trong tay, vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm ý đã thuế biến, nhưng người còn chưa có hoàn toàn thuế biến. Làm kiếm tu, tại một khắc tay cầm kiếm này, coi như đứng trước mặt chính là cha già cùng với ông nội, chính mình hẳn là cũng phải có loại khí thế cùng với lòng dạ một kiếm chém chết bọn họ kia. Lại đơn giản hơn một chút mà nói, có thể không đánh lại đối phương, nhưng bức cách nhất định phải có. Tuế Tuế đột nhiên dừng bước nàng nhìn diệp quang cười nói tới diệp quang thu hồi suy nghĩ nhìn về phía tuế tuế không nói nhảm câu nào hắn đâm ra một kiếm suy tuế tuế tiện tay vung ra một kiếm ầm um. kiếm ý vỡ nát diệp quang còn chưa phản ứng lại một thanh kiếm liền đã chỉ vào giữa trán hắn diệp quang yên lặng tuế tuế thu hồi kiếm lại nói lòng dạ không đủ lại đến diệp quang không tiếp tục xuất kiếm mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại lúc này một người quen ra hiện ở trong đầu hắn bộ váy trắng kia một đường đến số lần cô cô váy trắng ra tay không nhiều nhưng cũng không ít mà nàng mỗi một lần là xuất kiếm như thế nào miệt thị không đó là bỏ qua tự như là một vị thần đang nhìn xuống một con dung dế khi nàng lựa chọn ra tay với ngươi ngươi ở trong mắt nàng cũng đã là một người chết Chính mình khẳng định làm không được như nàng, nhưng mình có thể coi nàng là đối tượng để học tập. Thực lực không đủ, dùng trang bức gom góp. Diệp quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía thủ tịch chấp hành quan tuế tuế trước mắt, vào giờ khắc này, nữ tử trước mắt trong lòng hắn, không còn là cường giả tuyệt thế khủng bố khiến cho hắn cảm giác được tuyệt vọng kia, mà tựa như là một. Tỉnh an lòe loẹt. Nghĩ như vậy, quả nhiên, tâm cảnh của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Diệp Quang đâm ra một kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa thiên địa. Thời không chồng chất. Áp súc thời không. Khí thế của một kiếm này so với trước đó đã khác rất nhiều. Lúc này, Tuế Tuế cũng đâm ra một kiếm. Một kiếm này của nàng hết sức tùy ý, mà một kiếm này đâm ra, vô địch kiếm ý của Diệp Quang một lần nữa vỡ nát. Tiếp theo, kiếm của Tuế Tuế chỉ vào giữa trán hắn. Biểu lộ của Diệp Quang cứng đờ tuế tuế hé miệng cười một tiếng kiếm thế của ngươi so với lúc trước xác thực đã có chút khác biệt nhưng đây không có nghĩa là ngươi hơi đốn ngộ một chút liền có thể đánh bại ta đây là không thực tế dĩ nhiên đây là một sự khởi đầu tốt ít nhất ngươi đã thật sự hiểu thiếu hụt kiếm đạo của mình bây giờ tiếp theo cần phải làm là không ngừng ma luyện không ngừng tăng lên nỗ lực nắm bắt lập ý của mình diệp quang gật đầu hiểu rõ tuế tuế thu hồi kiếm sau đó nói lại đến diệp quang đột nhiên có chút hiếu kỳ tiền bối ta cũng không phải là trái cây của thiên hành văn minh các ngươi ngươi vì sao còn nguyện ý chỉ bảo ta tuế tuế mỉm cười nói ta hiện tại trợ giúp ngươi kết một thiện duyên nói không chừng trong tương lai có một ngày ngươi cũng có thể trợ giúp thiên hành văn minh chúng ta diệp quang yên lặng tuế tuế lại nói dĩ nhiên nếu như thiện duyên kết thiện quả tự nhiên là một chuyện tốt nếu như không kết thiện quả cũng không quan trọng thế gian há có thể mọi chuyện đều như ý trái cây chúng ta làm việc không cần nghĩ nhiều như vậy không thẹn với lương tâm là được không thẹn với lương tâm diệp quang nổi lòng tôn kính hắn hơi hơi thi lễ thụ giáo tuế tuế miễn cười nói lại đến diệp quang gật đầu hắn đâm ra một kiếm mà lần này hắn không có thi triển kiếm kỹ thời không đặc thù của chính mình mà là thi triển ra nhất kiếm quyết sinh tử. Môn kiếm kỹ này đã gần như sắp bị hắn lãng quên. Ở trong nháy mắt một kiếm này ra, trong mắt tuế tuế lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Quang còn nhớ rõ, lúc trước cô cô váy trắng dạy hắn môn kiếm kỹ này từng nói với hắn một câu. Ta suốt một kiếm này, muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết liền chết. Sinh tử ngay ở giữa một kiếm Kiếm này Chủ yếu chính là miệt thị đương nhiên hắn bây giờ căn bản làm không được loại miệt thị này dùng thực lực của hắn bây giờ đối mặt với vị tuế tuế cô nương này nếu như còn miệt thị người ta đó không phải là tự tin đó là phạm ngu xuẩn bởi vậy hắn sửa lại một thoáng nhất kiếm quyết sinh tử một kiếm này ra không phải ngươi chết chính là ta chết năng lực định sinh tử của ngươi ta không có thế nhưng quyết đoán quyết sinh tử với ngươi ta vẫn là có môn kiếm kỹ này hắn kỳ thật đã từng sửa đổi như thế nhưng lúc đó tâm cảnh không đủ tăng thêm có chút lòe loẹt bởi vậy một mực không thể sửa tốt hiện tại hắn tìm được vấn đề của chính mình kiếm ý cũng biến thành càng thêm thuần túy bởi vậy hắn một lần nữa cầm lên tu luyện trong nháy mắt diệt quang vung ra một kiếm này kiếm thế trong nháy mắt liền không đồng dạng kiếm thế như lôi đình toàn bộ hư không trực tiếp bị đánh trách tả tơi sau đó như là rạn nước mặt băng vết trách cấp tốc lan tràn ra bốn phía mà lúc này, tuế tuế cũng xuất kiếm. Giống như lúc trước vậy, một kiếm này của nàng vẫn là bình thường như vậy, thậm chí là không cảm giác được bất kỳ kiếm thế cùng với kiếm ý nào. song trong nháy mắt nàng xuất một kiếm này, kiếm thế của Diệp Quang trong nháy mắt bị trấn áp ở tại chỗ, nhưng lần này Diệp Quang cũng không có lui. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Trăng rắc. Đột nhiên, kiếm ý của Diệp Quang xuất hiện vết trạng, vết trạng biến lớn từng chút một, chỉ chốc lát. Vết trạng chính là lan tràn ra toàn thân kiếm ý. Nhưng cũng không vỡ. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt của Tuế Tuế lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Còn có khả năng. Nói xong, nàng thu hồi kiếm của chính mình đặt vào sau lưng. Diệp Quang nhìn thanh kiếm ý trong tay này, trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Mặc dù một kiếm này của hắn vẫn không có đánh thắng được vị Tuế Tuế cô nương trước mắt này, nhưng ít ra so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều hắn đã tìm được cảm giác. Mặc kệ là lòng dạ hay là khí thế, đều tuyệt đối không phải ở giữa một sớm một chiều liền có thể tốt thành, chuyện này phải cần một cái quá trình. Từ lúc bắt đầu gặp được dịp tu nhiên, hắn kỳ thật vẫn đang cầu biến, mà từ khi đó đến bây giờ, hắn mặc kệ là thực lực hay là kiếm đạo, kỳ thật cũng đều có tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên, địch nhân của hắn cũng biến thành mạnh hơn, hơn nữa, còn sẽ có mạnh hơn. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một lần cơ hội có thể tăng lên. Diệp Quang thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tuế Tuế trước mặt, hơi hơi thi lễ. "Tiền bối, còn xin ngài chỉ điểm nhiều hơn." Tuế Tuế vốn là có ý kết một phần thiện duyên, nhìn thấy Diệp Quang lễ phép khiêm tốn như thế, nàng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. "Được." Thế là, bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quang mỗi ngày liền không ngừng thực chiến với Tuế Tuế. Tại Thiên Hành Văn Minh, sự tình Diệp Quang tiến hành thí luyện thủ tịch chấp hành quan, cũng không có khả năng giấu giếm được, lúc này tất cả cường giả Thiên Hành Văn Minh đều đã biết. Thế là, vô số cường giả Thiên Hành Văn Minh đi tới chỗ cửa vào thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Mà lúc này, Thiên Vân Thượng Thần cùng với Thiên Hành Thượng Thần đều thủ ở lối vào thí luyện. Nhìn thấy hai nữ, vẻ mặt của những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó đều là trở nên có chút khó coi. Thiên Huyền Thượng Thần nhìn thoáng qua những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó, mặt không chút thay đổi nói: Có việc gì? chúng trái cây cúng núm, đều không dám nói. Lúc này, một lão giả lớn tuổi chậm rãi đi ra, lão đầu tiên là cung kính thi lễ một cái đối với hai vị thượng thần, sau đó mới nói. Hai vị thượng thần, ta nghe nói vị diệp quan kia tại tiến hành thí luyện thủ tịch chấp hành quan. Thiên vân thượng thần gật đầu. Ừm. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Là ý tứ của hai vị thượng thần. Thiên vân thượng thần gật đầu một lần nữa lão giả mặc dù đã sớm có đoán trước nhưng nhìn thấy thiên vân thượng thần gật đầu tự mình thừa nhận lão vẫn là không nhịn được có chút tức giận căm phẫn hai vị thượng thần thí luyện thủ tịch chấp hành quan này chính là truyền thừa hạch tâm của thiên hành văn minh chúng ta há có thể để cho một người ngoại tộc đi vào thí luyện không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác huống chi vị diệp quan kia ngày đó còn tàn sát vô số cường giả của thiên hành văn minh chúng ta hắn hắn là người xấu nói đến phần sau lão càng là có chút đau lòng nhất óc nếu như không phải cố kỵ thực lực kinh khủng của hai vị trước mắt lão e là sẽ trực tiếp giận mắng hai nữ bán nước những cường giả thiên hành văn minh còn lại đó dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý thiên huyền thượng thần nhìn thoáng qua lão giả kia cố khâm ta nhớ được một tướng và ngươi là ở trên cùng một dây leo sắc mặt của lão giả tên là cố khâm biến hóa thượng thần ta và một tướng đúng là ở trên cùng một dây leo nhưng ta hôm nay đến đây cũng không phải là vì một tướng mà là vì thiên hành văn minh chúng ta thí luyện thủ tịch chấp hành quan kia chỉ có trái cây ưu tú nhất của thiên hành văn minh chúng ta mới có thể tiến vào hắn là một người văn minh ngoại tộc dựa vào mà tiến vào bên trong chúng ta không phục thiên huyền thượng thần nhìn chằm chằm cố khâm ngươi không phục cố khâm bị nàng nhìn chằm chằm có chút run rẩy nhưng vào giờ khắc này lão đã không có đường lui chỉ có thể nhắm mắt nói đúng vậy nói xong lão cảm giác lực lượng có chút không đủ thế là lại tăng thêm một câu không chỉ có là ta hết thảy trái cây đằng sau ta đều không phục nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha